ra chiêm bao. Rồi cái thứ hai là do tâm lý, tức là hàng ngày mình suy nghĩ cái đó nhiều thì tối lại mình thấy cái đó. Thí dụ hàng ngày quý vị nghĩ hay gây lộn với cái người nào đó là tối là thế nào cũng gây lộn, mà gây lộn người khác nghe luôn á, tức là mớ. Nói cái vụ mớ này, Pháp Hòa có một anh Phật tử, anh làm cái nghề thư ký có một cái cô đó, cô làm thư ký. Rồi mà mỗi lần có khách vô thì hay réo anh. Thì anh thứ năm thì người ta kêu, mỗi lần khách bước vô kêu năm 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 thì kêu ảnh ra ảnh làm. Riết cái cô này cũng nhập tâm, tối cô về cô ngủ cô mớ kêu năm năm năm, thì ông chồng bắt đầu điều tra coi năm nào. Không phải là năm Thìn Bảo Lục mà chính năm ở trong hãng của bà xã mình. Thế là bắt đầu sáng ra ông lái xe, ông đậu ngay trước cửa tiệm, ông canh chừng ông năm. Thì cái anh này anh nhìn ra cửa kiến, anh thấy ông xã của chị làm chung mình, anh còn khen nó, trời ơi phải công nhận chị này có phước thiệt, đi làm mà chồng ngồi ngoài chờ đón. Ảnh mới kể cho chị nghe, ông nói đón đâu mà đón, ổng đang ghen đó. Thành thử quý vị nhớ là hằng ngày đó mình huân tập cái gì cũng là một cái quan trọng. Nếu mà ban ngày mình hay suy nghĩ cái gì thì thường ban đêm nó hay mộng mị cái đó. Vậy thì có hai phần, một là do thân mình mệt hay là nằm không đúng cách, hai là do mình suy nghĩ, mình nhập tâm cái đó ha. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là do cái gì mà nó xảy ra trong quá khứ, nó trở thành ra một cái in đậm thì có thể đời này chúng ta gặp. Ví dụ như mình hay nằm chiêm bao, mình thấy mình bay, không chừng đời trước mình làm tiên á. Hoặc là có nhiều người, người ta nằm chiêm bao, người ta thấy người ta ngủ sao mà thường hay thấy bị cháy nhà, thì đời trước có thể mình gặp một cái cảnh đó nhưng mà nó ấn tượng, nó dư nghiệp trong đời này mình có gặp chiêm bao. Và cái thứ tư á, là do mình có tu tập, do mình có cái công đức, cho nên các vị thiện thần báo trước cho mình có một chuyện gì, hoặc là người ta sắp tấn mình trên bước đường tu. Ví dụ như là có nhiều vị chiêm bao thấy đi chùa, thường thấy chư vị hòa thượng tôn đức, thì mình biết á, là cái đó là một sự khuyến khích do chư vị thiện thần người ta nhắc nhở cho mình, hay người ta báo trước cho mình biết một cái điều gì sắp xảy ra. Và cái thứ tư, cái thứ năm là gì? Do chúng ta thiếu cái phước hoặc là chúng ta thiếu cái tu, thì các vị ác thần, quỷ thần người ta hay xuất hiện trong chiêm bao mình để người ta hù dọa mình. Thì trong kinh sách thường đưa ra năm cái nguyên do vì sao mà chúng ta có chiêm bao. Thí dụ như bây giờ quý vị giật mình trong giấc chiêm bao, giật mình thấy một ác mộng, thì mình hãy nên để ý lại cái tư thế của mình lúc mình ngủ. Có thể là do chúng ta nằm, chúng ta gác cánh tay, vì vậy cho nên máu nó không lưu thông. Và chính máu không lưu thông cho nên mình dễ có những cái giấc mộng, mà những cái giấc mộng không lành. Mà khi mà giấc mộng không lành như vậy, mình mở mắt mình giật mình rồi, cái mình ngủ trở lại, cái tiếp tục chiêm bao tiếp. Mà nếu trường hợp như vậy mà xảy ra đó, thì quý vị ngồi dậy, xoa bóp thân thể xong rồi bước xuống giường, đi tới đi lui, uống một ly nước ấm rồi ngủ trở lại. Thì hy vọng rằng sau cái sự lưu chuyển máu huyết trong người mình rồi, thì mình ngủ trở lại nó tốt. Vậy cho nên á, ngày xưa các vị khi mà mình đi ngủ thì Phật thường dạy cho chúng ta nằm bằng cái thế nằm bên phải, gọi là kiết tường ngọa. Tức là khi mình nằm bên trái thì mình ép tim, mình nằm ngửa thì nằm sấp hay là nằm ngửa là cái tướng thô, tướng của phàm phu. Còn khi mà mình nằm tay phải tức là tướng của bậc tu hành. Cho nên thường quý vị thấy Đức Phật, người ta tạo dáng Đức Phật nằm ngủ đó, hay là nằm tĩnh tọa thì Ngài nằm, tức là gọi là ngọa, tức là mình nằm về tay phải. Cái đó gọi là kiết tường ngọa, tức là cái nằm, cái thế nằm các tường. Còn hàng ngày á, cái mình suy nghĩ cái gì thì ban đêm nó tác ra như vậy. Cho nên chúng ta phải thường tập cho mình có những cái suy nghĩ tốt lành hơn là chúng ta suy nghĩ cái xấu. Ví dụ như là quý vị nào ngủ trong giấc chiêm bao thấy ác mộng mà miệng niệm Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà tới giật mình, mà miệng mình còn A Di Đà Phật á, thì trường hợp đó mặc dù giấc mộng xấu nhưng mà cái thâm nhập mình nó tốt, tức là mình đã huân cái câu niệm Phật nhiều. Vì vậy cho nên á, hằng ngày mình nên tập cho mình có một cái thói quen niệm Phật, hay là mình trì một câu thần chú. Ví dụ như Pháp Hòa thường hay trì chú chuẩn đề, thì Pháp Hòa thường trì cái câu cuối là án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Thì cứ hễ bất cứ lúc nào đi đứng nằm ngồi mà hễ rảnh không gì làm, thì tự nhiên trong đầu mình cái câu nó xuất hiện. Và thỉnh thoảng mình có những cái giấc chiêm bao không lành, nhưng mà trong cái giấc chiêm bao đó mình vẫn nghe được cái tiếng niệm Phật, hay là cái tiếng trì chú, mà giật mình mà miệng mình vẫn trì chú. Thì trường hợp như vậy là mình biết là mình có cái huân tốt. Vì vậy cho nên người Phật tử, để giúp cho mình, nếu lỡ mình có ngủ mê, mình thấy cái gì không lành, nhưng mà ít ra đó cái khẩu của mình cũng không nói lành, không nói xấu, cái câu niệm Phật đó đi thấm vào trong tâm thức của mình. Thường thường á, hàng ngày á, mình tiếp xúc cái gì thì ban đêm nó tác cái đó. Ví dụ như mình thu ảnh, mình thu cái tiếng cái người mình không thích, thì tối ngủ á, năm con mắt, mắt năm thứ, mắt tai mũi miệng của mình đóng, nhưng mà cái ý thức của mình nó còn làm việc, cho nên nó đi vào trong cái kho chứa của mình, nó môi ra. Cho nên cứ người không thích là mình cứ thấy thường. Hoặc là ngược lại, có những người nào mình thương quá, mình thường suy nghĩ về người đó thì mình lại đi ra cái đó. Có nhiều người mình bệnh, mình mong muốn được hết bệnh, mà cứ lúc nào mình cũng nghĩ mình hết bệnh, cho nên có nhiều lúc mình nằm chiêm bao, mình thấy mình được thuốc, mình hết bệnh. Rồi có những trường hợp mà ban ngày mình không suy nghĩ về cái đó, mà tại sao ban đêm mình thấy mà thấy thường nữa, thì cái trường hợp đó chư tổ giải thích cho mình biết đó là do cái nghiệp của quá khứ. Ví dụ đời trước mình bị một cái gì đó, đặc biệt mình ví dụ như đời này. Thí dụ như đời này mình bị một lần tai nạn xe cộ mà nó rất là nặng, tự nhiên cái đó nó ám ảnh, nó hằn sâu ở trong tâm thức của mình, cho nên thỉnh thoảng mình chiêm bao mình vẫn thấy cái đó. Thì đời này nhiêu đó thôi mình cũng đủ thấy, huống chi là những cái mà nó sâu dày của quá khứ. Và đồng thời á, có khi á, mình khởi cái niệm xấu nhiều quá, mà hễ mỗi một lần mình khởi niệm xấu á, thì ác thần giáng lâm. Cho nên thường thường người ta mới thường nhắc nhở với mình á, hễ một niệm xấu mà khởi thì cái ác đó nó tương đồng, cho nên nó ủng hộ cái đó. Tại sao việc làm cái người đó ác mà thành công? Bởi vì nó có cái lực ác nó phò trợ cho cái đó. Cho nên rồi khi mình khởi thiện thì cũng có thiện thần người ta hộ trì cho mình. Cho nên mình tập hàng ngày á, nương vào năm cái yếu tố nào mà có cái chiêm bao, thì chúng ta nên tập. Một là phải huân tập Phật Pháp, để khi mà chúng ta đi ngủ Phật Pháp vẫn ra. Hay là chúng ta thường tập suy nghĩ thiện, nghĩ lành, để tối chúng ta có ý niệm lành. À, quý vị cũng thấy là người thưa hàng, người ta hay có một cái bài kệ cho mình mà sau này trở thành một bài hát á. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Tại vì buổi sáng nghĩ lành thì trưa mình làm, nghĩ rồi mới làm. Mà khi mình hai cái nó hợp, cái nghĩ, cái làm mà nó hợp lại, thì ban đêm nó trở thành ra cái mộng đẹp. Đó. Thành thử ra quý vị để ý, trong cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta ngủ mà chúng ta chiêm bao á, thì cái đó gọi là tiểu mộng. Còn cuộc đời này mà chúng ta đang sống đây nè, chúng ta có nhà, cửa, xe hơi, vợ con, sự nghiệp vân vân, đây là đại mộng. Cuộc đời là đại mộng. Còn cái chiêm bao mà chúng ta thường thấy trong giấc ngủ của mình á, là tiểu mộng. Như vậy thì chúng ta sống cuộc đời này là mộng. Nhưng mà bởi vì chúng ta không tránh được, bởi vì ngủ là phải có chiêm bao. Và trừ những bậc tâm hoàn toàn thanh tịnh thì người ta mới không chiêm bao, như Phật, như là A-la-hớn. Còn chúng ta còn là phàm phu thì sao? Suy nghĩ nhiều. Ví dụ gặp một cái người nào đẹp, chúng ta thường hay nói ấn tượng.
cái danh từ người đời ta dùng là nhìn thấy ấn tượng. Bởi vì sao? Ấn tượng nó có hai cách: khủng khiếp quá cũng ấn tượng, mà đẹp quá cũng ấn tượng. Cho nên chính cái ấn tượng đó nó đi sâu vào trong cái tàng thức của mình, cái bộ nhớ của mình. Mà khi mà mình lâu lâu mình suy nghĩ về người đó, chúng ta cũng tạo những giấc chiêm bao. Cho nên kinh sử thường nói cho chúng ta biết rằng có năm lý do mà chúng ta chiêm bao. Một là do thân thể mỏi mệt sau một ngày làm việc, hoặc là do chúng ta nằm ngủ không có đúng cái thế an lành. Hai là do chúng ta suy nghĩ nhiều. Ba là do nghiệp đời trước. Bốn là thiện thần khiến. Năm là ác thần, người ta hù dọa mình, người ta hỗ trợ cho cái đó của mình. Thì thưa đại chúng, không có người nào ngủ mà không có chiêm bao. Nếu chúng ta còn là phàm phu, mà thường thường quý vị để ý, mà chúng ta không có người nào mà không có suy nghĩ. Cái lành chúng ta cũng để tâm, mà cái không lành chúng ta cũng để dạ. Cho nên chính vì vậy, chúng ta hiểu được như vậy, mình phải nghe lời Phật là chúng ta đẩy lui cái không lành bớt. Thí dụ như bây giờ cái người nào người ta nói nặng mình một câu, đừng có để bụng. Tại vì mình biết là cái câu đó nó nói nặng, mà mình bể nữa thì mới nặng cái lỗ tai à. Bây giờ mình nghe xong nặng cái lòng, mà nặng lòng thì tối ngủ sanh ra ác mộng. Mà ngộ cái là cái kẻ không thích thường thấy. Như hồi nhỏ Pháp Hòa thấy Hòa gây lộn, mà với cái người đó mình họ chưa bao mình biết là họ lỗi, mà họ chưa bao giờ xin lỗi với mình, là thường nằm chiêm bao thấy họ. Đến một ngày nào đó người ta nhận ra cái lỗi, người ta đến xin lỗi mình, cái tự nhiên mình xả bỏ được trong tâm cái từ đó về sau, hết thấy người đó gây cãi gì với mình. Là như vậy. Thì thưa đại chúng, là ở trong kinh á, Đức Phật cũng lấy những cái đề tài mộng làm cái đề tài cho những bộ kinh. Mà những bộ kinh hiện còn á, chẳng hạn như là kinh gọi là A Nan Thất Mộng, tức là ngài A Nan nằm chiêm bao thấy bảy cái điềm ở trong giấc mộng. Thì khi mà ngài tỉnh dậy, ngài kể cho Phật nghe, thì Phật cũng dựa vào bảy cái điều mộng đó, ngài nương vào đó, ngài giải cho ngài A Nan hiểu, gọi là A Nan Thất Mộng. Hay là có một bài kinh khác tên là Ca Chiên Vi Diên, vị ác sinh vương giải bát mộng. Tức là có một vị vua tên là ác sinh. Vua là vương, vương là vua. Ca Chiên Diên tức là ngài tôn giả Ca Chiên Diên, vì ông vua tên là ác sinh giải tám cái điều mộng. Rồi có một bài kinh khác tên là Xá Vệ Quốc Vương Mộng Kiến Thập Sự, tức là vua nước Xá Vệ, tức là vua Ba Tư Nặc, nằm chiêm bao thấy 10 điều, rồi Đức Phật giải mộng. Rồi có một bài kinh nữa tên là Cấp Cô Độc Trưởng Giả Nữ. Vậy thì con gái của ông trưởng giả nằm chiêm bao thấy những cái điềm đó, rồi lên Đức Phật để Đức Phật giải mộng. Như vậy thì thưa đại chúng rằng á, đạo Phật không có chủ trương mê tín dị đoan, không có chủ trương là coi bói, nhưng mà nó do những cái sự tu tập của mình mà nó có những cái điềm, rồi Đức Phật nương vào cái điềm đó giải cho chúng ta, nhưng mà không phải để cho chúng ta khổ đau sợ hãi, mà để cho chúng ta thấy cái đó bất tường mà chúng ta phát tâm tu để giải. Bởi vì nghiệp là do chúng ta thiếu tu. Pháp Hòa ví dụ như là trong cái xã hội của mình ngày hôm nay mà nhiều những cái sự xung đột, nhiều cái tội lỗi mà do những người người ta làm ra. Tại sao? Bởi vì những nhà làm phim ảnh đôi khi không tạo ra những cái phim lành mạnh, mà tạo ra những cái phim gọi là violence, ác, xấu. Rồi con nít nó coi theo đó, cái nó huân tập những cái xấu đó. Hay là mình coi múa võ thì thế nào con nít bắt đầu gặp ai nó cũng cung tay. Thấy không? Hằng ngày á, cha mẹ sống với nhau, mỗi lần cãi cọ với nhau thì không có dùng những cái lời dễ thương với nhau, mà la lối thì con nít nó huân cái đó. Mà huân cái đó rồi thì nó sống theo cái đó, rồi nó cũng truyền đạt cho những cái người xung quanh nó cái đó, cái nó tạo ra thành một cái xã hội bất hòa. Vậy thì nghiệp từ ai mà tạo?
từ tất cả chúng ta trong đời sống hàng ngày. Vậy thì giấc chiêm bao không phải ai giải, mà chính Đức Phật là những người giải những cái điềm mộng này. Để làm chi? Để Ngài muốn nói cho các vị hiểu, rồi các vị nếu sợ cái đó thì phải lo tu. Cho nên trong kinh Đức Phật cũng nói, có một bài kinh nói về cái sợ. Trên đời có những cái sợ và có những cái không sợ. Ví dụ như bây giờ mình có sợ bệnh không? Sợ. Mà chính sợ bệnh cho nên phải ăn uống cho đàng hoàng. Sợ hư phổi không? Dạ sợ thì đừng có hút thuốc. Sợ hư gan không? Dạ sợ đừng có uống rượu. Sợ mất hạnh phúc không? Dạ sợ đừng cờ bạc. Vậy thì có những cái chúng ta cần sợ. Sợ để nó là làm nên. Sợ vợ bỏ không? Dạ sợ đừng la cà ở quán cà phê một khi mình đã có gia đình. Thí dụ vậy. Vì vậy cho nên đó, Phật dạy thì không có sợ là vô ý. Nhưng mà vô ý cái gì? Vô ý những cái gì mà nếu chúng ta chắc chắn rằng chúng ta làm cái này thì không bao giờ có cái khác. Thí dụ như bây giờ mình tập một cái giới thứ nhất là không giết người hại vật. Mà một khi giữ được cái giới đó rồi thì không sợ. Không sợ cái gì? Không sợ trong gia đình mình hay không sợ bản thân mình bị người ta giết chồng. Cho nên chính mình giữ được cái giới nào rồi á, thì mình an lạc giới đó. Cho nên thường giới được dịch là biệt giải thoát. Giữ giới nào thì an lạc giới đó. Bây giờ mình giữ giới không uống rượu thì như vừa rồi đây, trong cách nhau có một tuần lễ mà Pháp Hòa đi hai cái đám tang của hai người mất do một người khác uống rượu say mà đụng. Mà trong đó có một chú Phật tử mà có lên công quả cho khóa tu. Chú lên chú công quả cho khóa tu, chú ở cách chùa đến 8 tiếng đồng hồ. Lái xe đến công quả cho trước một tuần khóa tu. Thì sau khóa tu rồi mấy tuần lễ sau chú về, thì một buổi sáng nọ chú đi chợ tờ mờ sáng thì một cô gái hai mấy tuổi uống rượu say và mất tự chủ khi mà lái xe đụng chú và chú mất tại chỗ. Thấy không? Thành thử ra tại sao mình có những cái sự đó? Tại vì người ta không có biết sợ. Người ta không biết sợ tai nạn, người ta không biết sợ gọi là hình phạt, cho nên người ta mới làm cái đó. Vì vậy cho nên á, Đức Phật dạy rất là rõ. Và thưa, đạo Phật thì không chủ trương, nhưng mà có những cái như là một cái điềm mà chính chúng ta ngăn được cái đó thì chúng ta hết khổ. Cho nên nhiều người người ta mới nói đạo Phật là đạo cứu khổ. Như vậy thì cứu khổ ở chỗ nào? Giờ tôi khổ quá, tại sao tôi cầu Phật không cứu? Thì chúng ta phải nhớ là đạo Phật cứu cái nhân khổ chứ không cứu cái quả khổ. Thí dụ như bây giờ Phật nói rằng mình đừng có quan hệ bất chánh với những người không phải là vợ hay chồng của mình, vì làm như vậy là gia đình sẽ đổ vỡ. Mà mình bất chấp, mình vẫn làm cái việc đó, mà bây giờ gia đình đổ vỡ, con cái đau khổ, bây giờ lên cầu Phật thì làm sao Phật cứu? Cái nhân khổ Phật đã nói ngay từ đầu mà chúng ta không giữ, thì khi cái quả khổ nó đến thì Phật không cứu được. Vậy thì chúng ta nhớ là có một cái chúng ta cần nhớ là tắt cái phone đi. Mà có một cái ngộ lắm, mình chỉ nhớ xài mà không nhớ tắt. Các cụ của mình đó là biết cách mở mà không biết cách off. Thấy thương vậy đó. Thế đại chúng là vì vậy cho nên á, những cái điềm mà Phật nói không phải là Phật hù dọa, nhưng mà để chúng ta biết cái điềm nó sắp xảy ra mà chúng ta ngăn, chúng ta tránh và chúng ta tu tập. Ví dụ như Đức Phật á, khi mà trước khi Ngài thành Phật á, còn là một thái tử trong thời gian đang tu á, Ngài có nằm chiêm bao, Ngài có mộng. Và trong kinh kể lại là lúc đó Đức Phật có 5 điều mộng. Rồi bây giờ quý vị nhớ là trước khi Phật thọ thai, xin lỗi, trước khi Hoàng hậu Ma Gia thọ thai, đâu phải Pháp Hòa quên phải không? Mà Pháp Hòa muốn thử coi quý vị có nghe kỹ không?
Quý vị có nhớ trước khi hoàng hậu Ma Dao thọ thai bà có nằm chiêm bao không? Bà thấy cái gì? À, thấy một con voi trắng 6 ngà, thấy không? Rồi trên cái vòi của con voi có quấn một cái cành hoa huệ đi thẳng vào trong hông của hoàng hậu. Thì lúc đó hoàng hậu đã có mang, nhưng mà do một cái điềm và báo trước rằng người mà bà đang mang thai là một người đặc biệt, thí dụ vậy. Rồi bây giờ á, quý vị thấy á, tùy theo cái người giải mộng. Ví dụ như có một lần mà đi giảng, cái cô đó cô ghi cái tờ giấy lên, cô nói dạ thưa thầy, con nằm chiêm bao con thấy con rùa lớn nghĩa là gì? Mà Pháp Hòa đâu phải là người chuyên giải mộng đâu, tự nhiên nghe câu đó mình chới giới. Trong bụng Pháp Hòa nghĩ á, con rùa, phải không? Thì Pháp Hòa mới hỏi gì chứ, con rùa là gì? Tự nhiên ở dưới nói dạ quy. Tức là chuyển sang ra chữ Hán, phải không? Thì trúc lá Pháp Hòa lại trong bụng Pháp Hòa lại nghĩ quy này là quy y. Tự nhiên ở dưới hỏi con rùa là gì, nói dạ, Pháp Hòa hỏi quy là gì, ở dưới nó rùa. Rùa là gì? Rùa là quy. Trời ơi, tự nhiên nhờ vậy cái mình hát cương mà hát thiệt. Tức là Pháp Hòa suy nghĩ là con rùa lớn. Thì con rùa lớn là con đại quy, mà tự nhiên ở dưới giúp cho mình, Pháp Hòa mới nói rùa là quy, lớn là đại, đại quy y là quy y Phật. À, vậy con mừng quá, con nói vậy là Phật biểu con phải quy y. Có một lần có một em đó lên nói thầy ơi, con thấy con nằm chiêm bao, con thấy sao bà nội của con á mặc áo trắng đi xa hơi mà giãy tay vậy nè, làm sao thầy? Phải không? Nói vậy chúc mừng mẹ sanh cõi, bà ngoại sanh cõi trời. Nói sao thầy biết? Nói mặc áo trắng là tiên chứ gì nữa. Rồi sao đi xa hơi? Nói thì cái cảnh trời mới đi xa hơi chứ. Thành nữ ra nếu như á mà chúng ta có một cái ý lành thì chúng ta sẽ nương cái điềm chiêm bao của người ta để mình làm gì? Mình khuyến tấn người ta tu vậy thôi. Đó. Mà Pháp Hòa là không có phải là người giải mộng, nhưng mà sao cứ gặp Phật tử cứ biểu giải mộng không à? Nhưng mà thôi cũng được, nhờ vậy mà có đề tài khuyến Phật tử tu. Mà gặp như vậy rất là nhiều. Thở đây Pháp Hòa mới nói đại chúng nghe là hoàng hậu Ma Gia khi thọ sanh, khi mang thai Thái tử Tất Đạt Đa cũng nằm mộng. Điềm lành. Đức Phật trước khi thành Phật là một thái tử đang trong thời gian tu, và trước khi thành đạo ngài nằm mộng. Và bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng nghe, Đức Phật nằm mộng thấy 5 điều. Điều thứ nhất á, là Đức Phật nằm ngài thấy á, cái đầu gối của ngài á, cái đầu của ngài gối lên một ngọn núi và bàn tay của ngài thòng xuống một cái biển cả. Và sau này ngài biết rằng cái điềm đó báo cho ngài biết rằng ngài sẽ thành một bậc chánh giác. Rồi có khi trong giấc mộng đó ngài nằm ngài thấy có nhiều con dung màu trắng bò lên chân mình và phủ kín đầu gối. Đây là điềm báo xuất hiện rất đông đảo các cư sĩ theo giáo pháp của ngài tu. Rồi có một lần ngài mộng ngài thấy từ ở nơi rốn của ngài mọc lên những ngọn cỏ lên tới tầng mây. Thì sau này Phật biết đó là điềm báo rằng khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật thuyết pháp bát chánh đạo. Thì đó là một trong những điều mà Đức Phật trước khi thành đạo đã chiêm bao. Và ở trong kinh có kể là có một ông vua tên là Ba Tư Nặc. Ông nằm chiêm bao, ông thấy 16 điều. Và ông lên ông gặp Phật, ông trình bày những giấc chiêm bao đó, và Đức Phật đã nương vào cái giấc chiêm bao đó mà nói cho ông nghe. Ở đây mình không có đủ thời gian để nói đủ 16 điều. Bây giờ hôm nay sẵn dịp mình nói việc chiêm bao, thì Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe vài giấc chiêm bao mà Phật đã nói trước. Rồi để rồi chúng ta thấy ở trường hợp này là thiện thần mách bảo.
Đây Pháp Hòa không phải khoe nha, nhưng mà Pháp Hòa kể cái điềm. Lúc Pháp Hòa học xong lớp 9 á, thì Pháp Hòa muốn đi tu. Thì từ nhỏ ở trong nhà đó, là ba mẹ Pháp Hòa đều biết rằng á, trước sau gì Pháp Hòa cũng đi tu. Nhưng mà muốn tìm cách giữ mình lại được lúc nào hay lúc đó. Thì cái năm đó học xong lớp 9 rồi, lúc là 15 tuổi, thì Pháp Hòa quyết định là mình sẽ đi tu vào năm này. Thì cái buổi chiều hôm đó, Pháp Hòa mời ba mẹ Pháp Hòa ngồi xuống. Thì Pháp Hòa quỳ xuống, mình lạy để mình xin. Thì mẹ Pháp Hòa biết liền, bà già khóc lên, nói là con muốn đi tu phải không, con muốn đi tu phải không. Thì khóc lên và không có cho đi. Đã rồi thì bà mới nói với Pháp Hòa là thôi bây giờ muốn đi tu á, thì học xong lớp 12 đi rồi đi tu. Cái thì thế là Pháp Hòa cũng nương vào cái câu nói đó rồi, thôi cũng không muốn mẹ mình buồn, thôi cũng chấp nhận đợi xong lớp 12 đi tu. Thì cái đêm đó Pháp Hòa tóc dài muốn đi ra ngoài hớt tóc, thì sư phụ Pháp Hòa mới nói thôi con á, thì đâu có cần kiểu cọ làm chi, đi ra ngoài hớt tốn tiền, sẵn thầy có cái tông đơ ở đây để thầy hớt cho. Thì thầy thì có cái ý tốt là muốn cắt ngắn gọn lên thôi. Cái thầy mới chỉnh hồi, cái không biết làm sao cái tay thầy nó trật, cái nó hớt nguyên chỏm phía sau. Cái bắt đầu thầy thấy là tá quả rồi, tự nhiên mình hớt tóc cho nhỏ mà nó lõm chỏm, thì thầy mới chỉnh chút làm sao hồi cái chỉnh nó cạo trọc cái dưới này hết, nó còn có cái khoanh về nhìn y như cái miếng dừa khô. Thì Pháp Hòa đi về nhà, cái ông già Pháp Hòa ông nhìn cái đầu quả, không có ai cạo cái đầu mày vậy. Pháp Hòa mới nói thầy trụ trì trên chùa, thầy muốn hớt thiệt nhưng mà tại thầy làm hư tóc cho nên thầy chỉnh. Ông già mới nói hớt cái đầu gì mà kỳ quá, thôi cạo luôn đi. Cái thì Pháp Hòa mượn cái cớ đó Hòa cạo tóc. Nhưng mà cạo tóc thì đâu có nghĩa là đi tu, tại do tóc mình hớt hư thôi. Và Pháp Hòa rất là sợ là ba mẹ mình bắt mình phải cạo tóc để tóc trở lại, cho nên mới lén xin một thầy cái đồ cạo râu á bằng lưỡi dao á, cất ở trong toilet á, cứ sáng nào cũng vuốt nước lên rồi cạo, để như là không bao giờ để cho tóc mọc lên lại, rồi để có cái cơ hội để mình đi tu. Thì Pháp Hòa nhớ có một buổi trưa đó Pháp Hòa ngủ, thì trong cái ngủ của mình á là nó không có say, thì Pháp Hòa thấy có một cái ông to bự, thiệt là bự, mà cái chân của ông mình đứng á, mình nằm á là một chút xíu dưới chân ông thôi. Thì ông vồm tới mặt Pháp Hòa vậy nè, ông mới nói tại sao giờ này chưa đi. Thì Pháp Hòa giật mình, mà người mình nó toát mồ hôi vậy, tại thấy cái ông khổng lồ quá. Thì sao Pháp Hòa nghĩ ra chắc có lẽ là các vị thiền thần hộ pháp, cho nên quyết định đi tu mà tu lén, không có dám nói. Cho nên cuộc đời Pháp Hòa đi xuất gia thọ giới sa di là lén lút. Pháp Hòa còn nhớ rất rõ, đó là đúng ngay ngày rằm tháng 7. Thọ sa di chỉ có thầy truyền giới cho Pháp Hòa với vài ba Phật tử, mẹ ba Pháp Hòa không dám báo. Thọ giới xong rồi thì có một bác phone về báo cho mẹ Pháp Hòa biết là cháu nó đi tu rồi. Bà già mới khóc một trận ở nhà. Rồi xong rồi mẹ Pháp Hòa về nhà, thì mẹ Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ á đi tu rồi, nhưng mà mẹ đâu có nỡ xa con liền được. Thì Pháp Hòa mới nói thôi vậy cũng được, một tuần lễ con ở nhà với mẹ 4 ngày, con ở chùa 3 ngày. Thì cũng ngay lúc đó thầy sư phụ mình á vừa phủi tóc cho mình truyền giới sa di xong thì có công việc phải đi một tháng, chùa không ai coi. Pháp Hòa mới lấy cái cớ là chùa không có ai coi chừng, con phải ở chùa con coi chừng. Mà quý vị biết đi học là cầm cái cặp da trong tông tập á, mỗi ngày về nhà tha một chút, tha xong bà già vô phòng thấy trong phòng trống một chút, cuối cùng bà cũng biết là không giữ được. Thì như vậy thì cái mà giúp cho Pháp Hòa quyết định một cách mạnh dạn đó là nhờ ông hộ pháp ở trong cái giấc chiêm bao đó. Như vậy thì thưa đại chúng, ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng khi cái tâm mình khởi, hoặc là do cái công đức mình tu, các vị thiện thần người ta khuyến tấn mình,
Thỉnh thoảng quý vị thấy quý vị đi vô chùa tụng một thời kinh với đại chúng thì biết rằng các vị khuyến khích mình bước, nghe là thăng tiến nữa trên cái bước đường tu học. Thì một lần đó vua Ba Tư Nạc đến gặp Đức Phật và cho Đức Phật biết rằng ông có 16 điềm chiêm bao. Thì ông mới kể cho Đức Phật nghe điềm chiêm bao thứ nhất. Vua mộng thấy một cái cây bỗng dưng thu nhỏ bất thường, nghĩa là cao hơn ngang tay mà đã đầy hoa trái. Chắc tại hồi xưa không có bonsai. Tức là cái cây nó lớn rồi nó thu nhỏ lại mà có hoa trái. Thì Đức Phật mới báo cho biết rằng đó là điềm báo việc sau này loài người càng ngày càng đắm nhiễm cái dục lạc. Tức là tự nhiên cái cây lớn mà nó thu nhỏ, thì Đức Phật nói rằng đời sau, tức là tương lai, ở trong tương lai, con người mình sống chạy theo cái xa hoa, cái dục nhiễm nhiều hơn. Vua mộng thấy một con bò cái tìm đến bú sữa mấy con bê bé xíu, thay vì thường tình thì ngược lại. Quý vị thấy không? Thí dụ như con bê là cái con bò nhỏ, thường nó phải bú sữa mẹ. Tại sao ở đây ngược lại là con bò lại đi bú sữa con bê nhỏ? Thì Đức Phật nói rằng đó là cái điềm sau này những bậc cha mẹ phải sống hệ lụy với con. Bây giờ quý vị thấy đúng không? Muốn đi chùa phải ngồi cửa chờ con về đưa. Phải không? Phải không? Muốn làm gì cũng phải nhờ con. Vậy thì Đức Phật báo trước. Mà bây giờ biết bây giờ mình mà lỡ mà hôm nào mà ngồi mà chờ con đừng có buồn. Vì đây là điều Phật đã nói trước. Phải không? Mà bây giờ ở một cái quốc gia, một cái hoàn cảnh, một cái xã hội như vậy mà chúng ta không tùy thuận, đó là một sự thật thôi. Vì con cái đi làm không có thời gian, rồi mình muốn đi đâu thì đợi con cái về mới chở mình đi. Mình hiểu cái đó, mình không có trách mà cũng không có buồn, mà chúng ta sống biết tùy thuận. Rồi các con nghe được điều Phật nói thì nhớ là phải làm sao để cho cha mẹ bớt những cái buồn khổ do đời sống tuổi già lúc nào cũng phải tùy thuộc vào con. Ngay cả nhiều khi có những người sống chung với con biết rể không có dễ, cho nên đôi lúc á, dậy rồi mà không dám ra, sợ rụt rịch rể phiền muộn. Hay là sống chung với dâu biết dâu khó khăn, cho nên nhiều khi thức dậy rồi mà muốn ăn trước cũng không dám, sợ làm ồn nó ngủ không được rồi mai mốt nó kiềm ra. Thí dụ như vậy. Cho nên Đức Phật, ông vua Ba Tư Nạc nói với Phật: con nằm chiêm bao, con thấy một con bò cái không bú sữa những con bò nhỏ. Thì Phật nói đời sau này, tức là có những người đời sống của chúng ta phải hệ lụy. Vua mộng thấy một người bỏ bê những con bò cao khỏe mạnh, thay vào đó những con sử dụng những con bê thấp bé vào việc nặng nhọc. Tức là có hai con bò lớn nó đang kéo xe, thì người ta lấy hai con bò lớn đó ra đi, người ta lại thế hai con bò nhỏ vô một cái chiếc xe lớn như vậy. Thì quý vị thấy, nghe thôi mình tưởng tượng được cái hình ảnh là nó làm sao. Nó yếu ớt, nó lạng quạng, nó không có quân bình. Thì Đức Phật mới nói rằng đó là một điều báo trước rằng ở đời sau có những người bất tài mà phải nắm quyền trong tay. Tức là những người, người ta không có cái tài, cái năng, không có cái đức mà người ta lại nắm trọn những cái quyền hành để người ta quyết định, thì chúng ta cũng chịu. Vậy cho nên người xưa thường hay nói, mình không có tài mà ở địa vị cao là nguy hiểm. Tại không có tài mà mình ở trong địa vị cao quá, không có công mà hưởng bổng lộc nhiều là nguy hiểm. Dụ như mình, cho nên đời này cũng vậy. Quý vị thấy là mình qua đây tuổi già, đâu có đi làm, tự nhiên mỗi tháng chính phủ cho mình mớ tiền. Ta là mình không có làm gì mà hưởng, phải không? Thì nhớ là cái hưởng đó là của nhiều người đóng góp, có dư bố thí chút ít. Cho nên cái đó là cái cho mình biết rằng đời trước mình có cho, cho nên đời này mình có hưởng.
Nhưng mà có phước đừng có hưởng hết. Mình lãnh ra cái check là mình hưởng, ví dụ như trả tiền nhà, tiền ăn, tiền gì đó, rồi lâu lâu mình trích ra, hoặc là mỗi tháng mình để dành 2-3 đồng, được vài trăm cái mình gửi, mình bố thí cho cái người nghèo hơn mình. Mình không có cho nên chính phủ mới cho. Nhưng mà có những người, người ta còn tệ hơn mình, ta ở một cái quốc độ mà người ta không hưởng được những cái đó từ chính phủ, thì mình nhớ nghĩ tới họ, mình cho để tiếp tục gieo. Lẽ ra mình phải chung số phận với những người đó đó, nhưng mình phước mình hơn chút, mình được ở cái chỗ tốt hơn. Thì đó là cái điểm mà Đức Phật thấy hai con bò lớn bị đổi bởi một con bò nhỏ. Thì Đức Phật nói rằng thế gian sau này, ở trong xã hội có những người, người ta không có cái tài năng mà người ta lãnh đạo đó. Cho nên Đức Phật dạy ở trong nhà đó, bậc làm cha mẹ muốn thống lãnh con cái, muốn dạy dỗ con cái, thì người đó phải có cái đức. Mà mình để tiền của lại cho con á, nó không có giữ. Để sách vở lại cho con, nó không có đọc. Thấy không? Nó có ba cái mà chúng ta để: một là tiền của, hai là sách vở. Mà cái đó thì tiền của thì con phá, mà sách vở thì nó bán. Mà có một cái mà nó không có bán được, mà nó cũng làm gì được á, là gì? Cái đức. Mà cái đức đó đó không có thấy, nhưng mà nó là cái kế lâu dài. Ư minh minh chi chung, trường cửu chi kế. Thấy nó mờ mờ ảo ảo mà nó lại là cái kế về lâu. Pháp Hòa mới nói quý bác có lớn tuổi, bây giờ lúc còn khỏe về chùa công quả, bây giờ mình không còn làm được, cái tự nhiên tuổi thân. Hỏi bác tuổi gì? Nói dạ tuổi dần tuổi ngọ, mà hễ đụng tới cái nó tôi tuổi thân. À, mà dần rồi thân, mà thân thì tới cái gì hà? Tị. Tị là cái gì? Ganh tị. Cho nên đừng có tuổi thân. Mà thấy trẻ làm được cái ganh tị. Mình á, lúc trẻ vô nấu cho người ta ăn, bây giờ già không nấu được, ngồi niệm Phật, lên chánh điện niệm Phật. Niệm Phật để cho mấy bạn già thấy mình niệm Phật niệm theo. Đó là mình thuyết pháp vô ngôn. Rồi mình niệm Phật á, cái âm ba niệm Phật của mình nó chan hòa trong đạo tràng, nó ban cái phước cho đạo tràng. Rồi cái sâu chuỗi mình dùng á, niệm cho nhiều đi, để cái lực của mình nó vô cái sâu chuỗi đó. Có 100 tuổi già nhớ để sâu chuỗi đó lại cho con cái, để nó giữ cái đó, nó tiếp tục nó niệm. Quý vị thấy không? Thành thử ra cái sâu chuỗi nó không có đáng giá, nhưng mà trường cửu chi kế. Không thấy được mà trường cửu chi kế. Và quý vị đọc một cái câu Phật Pháp hay, quý vị viết vào. Như hôm chiều này Pháp Hòa có nghe kể một cô Phật tử đi dự khóa tu rồi mà đột xuất là cô bị bệnh rồi cô mất. Lục cái giỏ cô ra không có một cái gì hết ngoài một câu trong cái giỏ thôi. Đó là cái câu là sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Cái câu đó là cái câu mà chúng ta được học từ cái tiếng Hán là triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Thì quý vị mới kể và nghe là cái bà đó, cái cô đó, khi mà ngã bệnh ra ở giữa đại chúng, ta lục cái giỏ ra không có tiền, có gì hết, chỉ con câu thôi. Thì cái câu đó lưu lại cho mình gọi là gì? Trường cửu chi kế. Mình nghe cái câu đó nhắc nhở cho mình. Như có một đạo hữu, ông đi dự khóa tu, ông học được một câu, ông chép trong cái xe của ông. Rồi khi mà ông mất thì trong cái xe để lại cái câu: lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lẽ sống. Bây giờ con cái lục ra trong xe, ba không để lại gì cho mình hết á, ba để lại một câu đó. Mà cái câu đó ông ghi cho ông học, mà cũng là cái truyền đạt lại cho con. Rồi chúng ta nghe được cái câu đó, chúng ta cũng học đó. Sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Phải không? Người sống trong năm, người sống 100 năm không thấy đạo lý, chi bằng sống 1 ngày mà thấy đạo. Người sống 1 ngày mà người ta thấy đạo á, thì người ta an lạc, ta khỏi hơn là người sống 100 năm mà đau khổ. Đau khổ do chấp trước. Cho nên vua Ba Tư Nạc nói như vậy. Rồi có một điểm nữa, ông vua Ba Tư Nạc nói bạch Đức Thế Tôn: con thấy có một con ngựa, một cái đầu mà 2 cái miệng.
Đức Phật nói cái đó là cái điềm ở trong đời sau. Có những người người ta lợi dụng luật pháp, người ta ăn tiền hai đầu. Có không? À, tức là người ta hiểu luật cho nên á, bị cáo cũng bị ăn tiền, mà nguyên cáo cũng bị ăn tiền luôn. Cho nên nhiều khi bây giờ mình không khéo, cái mình đem cho người khác hưởng dụng ha. Ở trong Thiền Lâm Bảo Huấn á, có kể một câu chuyện là có quý thầy với nhau, do chia những cái vật dụng trong chùa không có đều rồi phiền hà với nhau, thì mới mang lên cho Hòa Thượng Đại Giác, mang cái chuyện đó lên gọi là mét ngài. Thì Hòa Thượng Đại Giác mới quở. Hòa Thượng mới kể một câu chuyện. Hòa Thượng nói mấy ông không có nhớ, đời xưa có hai người, một người tên là Huệ An, một người tên là Huệ Minh. Thì một cái ông, hai ông này là con của hai ông già. Thì cái ông già con ba của Huệ An á, lúc có tiền á thì không có đem đưa cho con cái, sợ con cái làm hao của, cho nên mới đem gửi ba của Huệ Minh. Thì khi mà ba Huệ Minh sắp mất, thì mới để cái tiền của lại cho con của ông và dặn rằng sau này con mang tiền của ba nè, ba của họ gửi đó, trả lại cho con họ. Thì khi mà hai ông già mất hết rồi thì họ đem tiền họ trả với nhau. Thì cái ông kia không nhận. Ông nói thứ nhất là ba tôi gửi mà ba tôi không có nói gì hết. Pháp Hòa xin tạm dừng. Thôi thì để trong khi mà chờ đợi quý vị ổn định, Pháp Hòa hát 4 câu cho quý vị nghe. Nó đúng với cái bài nói chuyện hôm nay là mộng. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Dễ không? Giờ quý vị cùng hát cho vui nha. 2, 3. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Cái bài đó nó dễ vậy đó. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Đó là sự thật phải không? Rồi bây giờ mình nói tiếp chút nữa cho hết. Thật ra thì đây là 16 điều mộng của vua Ba Tư Nặc. Mà ở trong kinh á, những cái kinh mà nãy Pháp Hòa lược ra cho quý vị đó, là đây là những cái kinh mà Đức Phật đã dựa theo những điềm mộng mà Đức Phật giải thích và hướng dẫn cho chúng ta tu. Và cái bài kinh mà vua Ba Tư Nặc nằm thấy 16 điều mộng này rất nổi tiếng. Cho nên Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe, nhưng mà chỉ trích thôi chứ không thể nói hết. Bây giờ mình nói một cái mộng nữa. À, nãy mình kể câu chuyện kia chưa hết nhé. Thì hai ông cụ thì mất rồi. Thì cái người con á mới nhớ là ngày xưa cha mình dặn như vậy, cho nên mang tiền tới trả cho người con kia. Thì ông kia ông không nhận. Ông nói gia đình tôi rất là nghèo, làm gì có tiền để gửi. Mà nếu mà ba tôi gửi, tại sao ba tôi không nói? Thì cái ông kia mới nói, không không, thật sự là ba anh có gửi tiền và đã dặn tôi rằng sau này trao lại cho các anh, vì sợ các anh không có biết gìn giữ. Hai bên không chịu ai nhận cái tiền đó hết. Cuối cùng phải đem lên cho bao chuẩn, tức là bao thanh thiên. Và ông cũng biết sao xử cái chuyện này. Thì cuối cùng á, quyết định là đem số tiền đó đi vào trong chùa một phần và bố thí cho người nghèo một phần, phần còn lại lên chùa làm lễ trai tăng cầu siêu cho hai ông luôn.
Thì câu chuyện đó Hòa Thượng Đại Giác đã nói lại, tức là người xưa người ta đã giữ cái sự gọi là trung chinh, cái sự mà là hết lòng gọi là chân thật như vậy. Cho nên vua mà thấy vua nằm chiêm bao, vua nằm mộng, vua thấy cái điều mà vua thấy một cái điều mà một con ngựa mà có hai cái miệng, thì Đức Phật mới nói rằng trong đời sau có những người lợi dụng luật pháp và lợi dụng những người không hiểu luật, cho nên người ta làm tiền cả hai bên. Thì cái đó mình có thấy đời này không? Ông vua nói bạch Đức Thế Tôn, con nằm mộng, con thấy có một cái chén bằng vàng hứng lấy nước tiểu của một con chó rừng. Quý vị thấy không? Thường thường á, cái chén vàng á, thì để đựng gì? Nếu mà chén vàng thì phải đựng cơm, đựng thức ăn ngon, chứ tại sao lại đi hứng nước tiểu? Thì Đức Phật nói đó là cái điềm báo trước. Trong đời sau này, cái mức sống của con người chênh lệch. Thí dụ như là có những người thì quá giàu, có những người thì quá nghèo. Có những người người ta làm hết sức mà không có ăn, còn có người làm chơi chơi mà có. Thí dụ vậy, tức là cái mức sống chênh lệch. Đức Phật nói như vậy. Rồi Đức Phật, ông vua Ba Tư Nạc nói bạch Đức Thế Tôn, con mộng thấy một dây đàn, một cái người ngồi đang dây thừng, có một con chó ngồi dưới cứ nhai nuốt hết đoạn dây này đến đoạn dây khác. Thì Đức Phật mới nói, tại sao có một người thì ngồi chế, một người thì ngồi nhai? Thì Đức Phật ở nói ở đây, đời sau có những người, người ta có của nhưng mà người ta không biết sử dụng đúng. Tức là dây đàn thì phải làm gì? Phải làm để căng dây mà khải đàn. Nhưng mà dây đàn này lại để cho con chó nó luôn. Ý Đức Phật muốn nói rằng đó là cái điềm mà đời sau này có nhiều người người ta làm có của mà người ta không biết xài. Quý vị có thấy cái đó không? Làm cực nhọc rất là nhiều nhưng mà đi vô trong cái chỗ chớp chớp nó kêu là casino gì đó là hết. Cho nên nó kêu, nó chớp chớp, nó kêu come in. Đó, rồi mình vô trong đó rồi mình cũng die soon. Cho mình á, thí dụ như rồi á, mình có cái thân thể khỏe, mình lại không biết sử dụng thân thể lúc khỏe. Mình rượu chè, cờ bạc hay làm một cái việc gì đó để mà mình làm hao tổn sức khỏe của mình. Hay là hoặc là mình có một hạnh phúc gia đình nhưng mình không có biết giữ. Mình làm những cái việc sai quấy để cho gia đình mình phải đi tới cái chỗ đổ vỡ ly tán. Nó nên như vậy đó. Rồi Đức Phật thấy, ông vua thấy một cái điềm chiêm bao nữa, là thấy có một nồi cơm mà có ba lớp. Tức là lớp, một lớp á, chín, một lớp nhão, một lớp sống, nấu cơm ba tầng. Thì Đức Phật, ông nói với Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng á, đời sau này chúng sanh càng bất thiện, khiến chư thiên phẫn nộ, ác nghiệp cũng chiêu cảm, đến mức sống chênh lệch, và cái chỗ thái hòa không còn. Thì quý vị thấy thiên tai chỗ này chỗ kia là do con người không có biết tạo cái thiện lành, không có biết tạo cái thiện nghiệp, mà mình tạo cái nghiệp xấu nhiều. Đức Phật nằm, Đức ông vua thấy rằng thiên hạ dùng một chút bơ tươi mà đổi lấy một miếng trầm hương đáng giá ngàn vàng. Đức Phật cho biết đó là cái điềm mà người ta đã dùng Phật Pháp để làm những việc không đúng. Ví dụ như là mình tới mình nói sao lúc này á, con ngủ, con nằm chiêm bao, con thấy con khóc. Hay là tụng kinh con hay khóc. Cái nói như vậy là chắc Phật Thánh về dựa vô anh. Anh bây giờ phải đi làm cái chuyện gọi là hầu Phật, hầu Thánh. Nhưng mà thật sự Phật Thánh đâu cần mình hầu kiểu đó. Hay là bây giờ người ta nói cho mình nghe đó, là người ta là cái người chứng đạt cảnh giới thiền định, người ta có thể tiếp xúc với cõi trên. Mình cần gì mình nói với người ta rồi người ta tiếp xúc giùm cho mình. Những cái đó nó là không phải của Phật giáo.
Cho nên nhiều khi đời này á, Phật tử do đâu mà chúng ta bị những cái đó nó sai mình, nó khiến mình đi theo, bởi vì mình không có học Phật pháp. Nếu một người mà có học Phật pháp kỹ thì chúng ta biết rằng cái đó không có. Bây giờ đâu có cái chuyện mà gọi là một cái vị thánh vị thần nào mượn xác của ai đó để mà về biểu mình cúng quái gì đâu. Hay là đâu có chuyện do cái tâm mình loạn cho nên mình cần ngồi thiền để tâm mình tịnh. Đằng này mình nói ngồi thiền để mình đi đây đi kia, dạo cảnh này dạo cảnh nọ, thì cái đó người ta muốn nói gì ta nói. Nhưng mình xác định cái đó không phải là thiền của đạo Phật. Còn người ta muốn nói thiền của ai đó là quyền của người ta, không? Còn nếu mà thiền của đạo Phật là không xuất hồn đi đâu hết, không liên lạc với cõi trên cõi thánh gì hết. Cho nên nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta lấy cái gì, lấy cái thanh tịnh lâu năm của mình lại đổi lấy một chút xíu đó, như là người ta lấy một miếng bơ mà đánh đổ cái trăm ngàn lạng vàng một miếng kỳ hương vậy. Thì nói tóm lại, vua Ba Tư Nạc nằm thấy 16 điều và ông đã trình lên Đức Phật, mà Đức Phật đã nói cho ông biết, cho chúng ta biết là những cái điềm sắp xảy ra. Mà chúng ta biết để làm gì? Này đâu có đánh mình, đâu có biểu mình cúng quải gì phải không? Cái này biểu chúng ta cuối cùng là để chúng ta tu tập. Cho nên nếu mà chúng ta thấy rằng ngày xưa Đức Phật cũng đã có những cái báo trước, để tự nhiên đời này chúng ta phải hiểu chúng ta là một Phật tử, thì chúng ta cần phải học Phật pháp, suy tư Phật pháp, ứng dụng Phật pháp để trí tuệ nó sinh. Ba công thức để phát sinh trí tuệ đó là nghe Phật pháp, suy tư về Phật pháp và ứng dụng Phật pháp, mà chúng ta nói theo danh từ Phật học là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Văn tư tu. Mà nếu chúng ta có được cái này thì chúng ta sẽ là một Phật tử vững chãi trên nước đường tu của mình. Bởi vì giáo lý của đạo Phật có đầy đủ 4 yếu tố: giáo, lý, hạnh, quả. Quý vị nhớ 4 chữ đó ha. Giáo tức là có giáo lý. Có không? Có giáo lý không? Có. Rồi chữ lý là gì? Giáo tức là sự dạy dỗ. Lý là lẽ thật. Nói mà nói lẽ thật gọi là giáo, là lý. Hạnh là gì? Hạnh là chúng ta ứng dụng, chúng ta làm. Và cuối cùng là kết quả. Giáo, lý, hạnh, quả. Dạy, nhưng mà dạy cho mình cái lẽ thật. Rồi từ cái lẽ thật đó chúng ta ứng dụng, chúng ta tu, thì chúng ta có kết quả. Rõ ràng không? Cho nên Phật pháp không có cái gì mà nó xa xôi, mà chính ở ngay đời này mà chúng ta nhận được. Nói tóm lại, hôm nay Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng một cái điều là ai trong chúng ta thỉnh thoảng ngủ cũng có mộng, trừ Phật. Trừ những người mà đời sống của họ thanh tịnh, không suy nghĩ, không lo lắng. Còn một khi chúng ta còn lo lắng, còn suy nghĩ thì chúng ta sẽ có chim bao. Mà nếu mà là chim bao thì bây giờ muốn có chim bao lành thì chúng ta làm gì? Suy nghĩ lành, huân cái lành. Bởi vì hàng ngày cái gì chúng ta thấy, nghe thì chúng ta đưa nó vào cái bộ nhớ mà nhà Phật gọi là cái tàng thức, tức là cái bộ chứa, cái chỗ chứa đó. Khi chúng ta ngủ thì mắt, tai, mũi, miệng, thân ngủ, nhưng mà cái ý nó không có ngủ, nó làm việc, nó đi vô trong cái kho chứa đó, nó lôi mấy cái đó ra. Không, ví dụ như bây giờ khi quý vị mà ngủ rồi thì bây giờ ai mà quơ tay mình đâu có cảm nhận nữa, phải không? Nhưng mà bình thường mà ai làm gì đó mình nhớ, mình thu vô. Mà chính cái đó ban đêm mình ngủ hay là lúc nào mình ngủ say thì cái ý thức nó đi vào trong đó, nó mời những cái mà chúng ta chứa ra. Vì vậy mà chúng ta cần phải chứa cái tốt cho nhiều, để khi chúng ta có mất, sắp mất thì những cái xấu nó không có xuất hiện. Ví dụ như quý vị để ý, ví dụ tại sao mình thấy thỉnh thoảng có một vài người sắp mất họ la hét lên, họ khủng hoảng, họ sợ. Đó là do những cái xấu mà lúc họ huân tập, lúc sắp mất nó chiếu lại. Cho nên hàng ngày mình sống là mình huân như một cuốn phim.
cái video vậy nó thâu hết. Rồi khi mình sắp mất thì cái cuốn phim đó, nó quay lại cho mình coi. Rồi có khi mình hốt hoảng, có khi mình sợ hãi. Nhưng mà có những người thì sao? Chắp tay, như là có những bậc thánh chúng đến tiếp dẫn, là do hàng ngày mình huân. Cho nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chúng ta cần phải có. Đức Phật dạy chúng ta tới thập niệm, 10 niệm lận. Nhưng mà bây giờ quý vị nếu mà dở nữa, không nhớ đủ 10 niệm, nhớ 6 niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, 6 niệm cũng được. Còn lỡ mà bây giờ nhớ không hết nữa đó, nhớ 3 niệm cũng được. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật là chọn Phật nào cũng được. Thí dụ như là mình có duyên với Phật Di Đà thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà niệm Nam Mô Di Đà Phật nó cũng có nhiều cách niệm. Thí dụ quý vị niệm á 3 câu trong một hột chuỗi. Thí dụ như Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, bấm hột. Thì mình niệm 10 hột là được 30 câu. Thay vì Nam Mô Di Phật bấm hột, Nam Mô Di Phật bấm hột, bây giờ 3 niệm một chuỗi. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, một chuỗi. Có nhiều khi người ta 10 niệm một chuỗi. Nam Mô Di Đà Phật, 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 đủ 10 niệm một chuỗi. Cũng giống như mình đi gia đình Phật tử vậy đó. Ta biểu mình niệm một ly chanh đá, hai ly đá chanh, tôi đố anh chị nào một hơi đem hết từ một ly chanh đá đến 10 ly đá chanh. Thế thì người ta chỉ ngay mình, cái là mình bị trúng cái mình phải niệm liền nha. Một ly chanh đá, hai ly đá chanh, ly chanh đá, ly đá chanh, năm ly chanh đá, sáu ly đá chanh, ly chanh đá, tám ly đá chanh, chín ly đá chanh, chanh đá 10 ly đá chanh. Mình niệm một hơi vậy cái là mình được không bị phạt. Thì bây giờ trong cách niệm Phật á, chư tổ có dạy chúng ta nhiều cách niệm lắm. Niệm theo hơi thở cũng được. Thí dụ bây giờ quý vị nào mệt á, niệm theo hơi thở. Thở vô A Di, thở ra Đà Phật. Quý vị nào yếu chân mà phải tập đi vòng vòng trong công viên, ở trong nhà, bước thật chậm một bước A Di, bước một bước nữa Đà Phật. Thay vì mình niệm đau quá, nhức quá, đau quá, nhức quá, cái nó đau thêm, nó nhức thêm. Bây giờ mình lấy cái tiếng niệm Phật đẩy cái đau, cái nhức đó ra. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn nếu mà lúc mệt quá cứ ngồi chắc chết chứ sống sao nổi, chắc chết chứ sống sao nổi, đừng có nhớ cái đó. Cũng giống như hồi xưa mà đắc kỷ mà lúc ho gà nói với vũ trụ vậy đó, chắc tiếp chết chứ đâu còn mong chi sống. Chẳng biết kiếp trước tiếp đây làm nên tội gì. Bây giờ mình không có niệm cái đó. Không, mình ngồi mình nói trời ơi không biết tôi tội gì mà nó hành tôi quá, tôi bệnh tôi quá. Không có niệm cái đó. Mình phải niệm Phật. Đau nhất thì cứ khi mà nó một cái cơn đau nó nhói lên là A Di. Một cơn đau nó nhói lên là mình Đà Phật. Cứ như vậy mà niệm. Bên chỗ Pháp Hòa có ông cụ năm nay là 95 tuổi. Ông bị bệnh tim mà mấy lần nhồi tim mà không chết. Tại vì khi mà ông mệt đó, ông nằm ông để tay lên ngực nè, và ông niệm Phật theo cái thở của ông. Ông chuẩn bị sẵn sàng để đi mà, nhưng mà bây giờ không nhớ gì nữa hết. Cứ mỗi một lần đau mà hít lên A Di Đà Phật, niệm như vậy đó. Hôm rồi trước khi qua đây buổi tối Pháp Hòa vào bệnh viện thăm một ông cụ 84 tuổi nằm bệnh viện. Thì Pháp Hòa mới vô thăm xong, ông Pháp Hòa mới nói: ông ơi bây giờ Pháp Hòa niệm Phật cho ông nghe nha. Ông khỏe thì ông niệm theo, khi nào ông mệt thì ông khỏi niệm. Pháp Hòa niệm chậm lắm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái ông nghe chấp tay niệm theo. Niệm hồi cái mệt cái ông nằm nghe. Cái đâu chừng 5-3 câu thôi, ông chấp tay là ông xá. Nhưng mà không có mình vô là ông đâu có xá, ông đâu có niệm. Cho nên nếu mình đi thăm bệnh á, mình niệm Phật cho người ta nghe. Thay vì mình nói chuyện thời sự, chuyện lung tung, người chết không còn nghe đó nữa đâu. Cái người bệnh ta không có nghe cái đó nữa. Ta cần nghe niệm Phật. Và cũng đừng nói cho người ta nghe: ông có sợ chết không? Hỏi sao vậy, con đang khai thị. Cái đó không phải khai thị.
Bà vô ông hỏi ông có muốn gì không, nửa chết thầy nào tụng. Sợ thầy mất job rồi kiếm job. Không có nào cái đó. Cho nên niệm Phật, niệm Pháp. Niệm Pháp là mình nhớ mấy câu kinh. Quý vị tập nhớ mấy câu kinh. Nhớ mấy câu kinh nào mà nó giúp được cho mình trong khi mình phiền não, khổ đau. Nhớ mấy câu đó. Niệm Pháp rất có lợi. Niệm Pháp rất có lợi. Quý vị biết hồi nhỏ bác Hòa thích coi mấy cuốn lịch mà nó có mấy câu thơ ở dưới á. Lúc mình xé lịch mỗi ngày nó bác Hòa học rất nhiều từ những cái tờ lịch đó. Cứ mỗi ngày ra đọc câu mà trong đó là sẽ có một cái câu lành để nhắc nhở cho mình. Thì quý vị một năm quý vị gỡ 365 tờ lịch, ít nhất quý vị cũng nhớ được 60 câu. Nếu mà gọi là dở mà quên 300 câu kia đó thì ít nhất cũng còn nhớ lại là 65 câu. 65 câu là đủ ăn rồi, phải không? Thật ra lý do tại sao Phật dạy chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Có một bà cụ ngày nào cũng lại học danh sám hối. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, Nam mô Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Phật, mà tụng riết thâm nhập. Nằm ngủ mớ mà mớ nguyên thời sám hối. Mớ vậy khỏe không? À, còn bây giờ mình mớ gì đâu không à. Rồi cái thì mình mớ cái người kia mới vỗ cái bóp. Nói ông này ngủ mà nói chuyện sùm làm tôi ngủ không được. Bà mới nói tại ban ngày bà nói hết tôi đâu có cơ hội tôi nói. ban đêm mà ông dành ông nói. Thì thưa đại chúng, nói tóm lại là chúng ta chim, chúng ta ai ngủ cũng phải có chim bao. Thì bây giờ để tránh đi những cái chim bao mộng mị không tốt thì chúng ta tập huân cái lành, để khi chúng ta đi ngủ cái lành nó xuất hiện trong chim bao. Có một ngày đó Pháp Hòa đi chuyến một chuyến máy bay dài, thì mình thiếp ngủ, thì khi giật mình á, cái tay Pháp Hòa đưa lên Pháp Hòa xá, Pháp Hòa niệm một câu Nam mô Phật tử đi chùa đúng pháp. Niệm như vậy mà khi giật mình dậy á, trời ơi, mình ngó mấy người xung quanh họ ngó mình. Nhưng mà Pháp Hòa mỉm cười là tại vì mình mừng là gì? Trong tâm của mình thường nghĩ cái lành, cho nên khi mình ngủ chiêm bao rồi mình cũng lành. Có đôi khi Pháp Hòa lên xe, Pháp Hòa thiếp đi á, thì lúc giật mình Pháp Hòa hay thường để ý coi cái trạng thái cái tay của mình để làm sao. Thì thường thường Pháp Hòa hay ngồi để tay như cái kiểu ngồi thiền ở trước lòng vậy nè. Thì khi thỉnh thoảng ngủ giật mình thì Pháp Hòa muốn để ý là trong khi mình ngồi, mình ngủ ở trên máy bay hay là mình ngồi trên xe thì cái tay mình để làm sao. Pháp Hòa ví dụ vậy. Thì cho đại chúng thấy cái này tất cả là do mình huân thôi. Cho nên Phật mới biểu mình huân tu. Phải không? Nếu mình huân tu, tức là tu là cái chuyển, mà mình huân cái đó thì trong tâm thức mình có cái đó. Rồi khi mình đi ngủ, lỡ mình có chim bao thì cái lành nó hiện. Chứ còn ai ngủ cũng sẽ có chim bao. Và bây giờ chúng ta đừng muốn có chim bao xấu, thì chúng ta cố gắng huân tập cái tốt. Cái mắt mình là thấy nè, cái tai mình phải nghe nè, cái mũi mình phải ngửi nè, cái lưỡi mình phải nếm nè, cái thân mình xúc chạm nè. Mà nó khổ một cái, mắt mà thấy là phải nói, tai mà nghe là phải nói, mũi ngửi là phải nói, miệng nếm là phải nói, thân xúc chạm là phải nói. Cho nên rốt cuộc cũng cái miệng. Thấy không? Một cái miệng mà nó làm việc cho năm cái kia. Quý vị có từng thấy điều này không? Mà cũng may có một cái miệng. Chứ nếu mà chúng ta, quý vị để ý trên mặt mình, mũi thì hai lỗ nè, tai hai lỗ, mắt hai con, miệng mai phước con cái, mà ăn còn sập nhà sập cửa. Sáng ngủ dậy là phải ăn cái đã. Ăn sáng vừa xong hỏi trưa nay ăn gì, phải không? Ăn trưa vừa xong hỏi tối nay ăn gì. Thậm chí trước khi đi ngủ cũng khổ nữa, mở tủ lạnh ra đứng ngó mai ăn gì, dở cái freezer ra mai ăn gì. Tại phải nghĩ coi mai ăn cái gì mới đem cái đó ra để xả đá mai đi chiều về làm ăn. Cho quý vị thấy không? Nhiều khi Pháp Hòa ngồi và quán về cái diện mạo con người mình thấy cũng ngộ. Tự nhiên mắt hai con, tai hai lỗ, mũi hai lỗ, có cái miệng. Mà trong kinh Đức Phật nói, mà nếu mình suy nghĩ cho kỹ, trên thân thể mình nơi nào có
gọi là cái lỗ đó, thì nơi đó toát ra cái dơ tạp, đúng không? Mắt thì có ghèn, tai thì có gáy, mũi thì có cái kia. Mà thử bây giờ miệng mà thử ngủ dậy mà không đánh răng chịu gì nổi. Cho nên Đức Phật gọi là cái tạp. Mà bây giờ chính cái tạp đó là cái mà chúng ta không thể bỏ. Thì bây giờ chúng ta phải tiếp xúc cái lành để nó lắng cái tạp xuống. Cho nên cái người á, cái người mà người ta có tu, có quán á, thì người ta không có ghét thân, mà người ta biết dụng thân. Bây giờ cũng có con mắt, nhưng mà thay vì mình nhìn, mình thấy, mình quýt, thì mình lấy con mắt để coi kinh, lấy con mắt nhìn để cảm thông, để thương yêu. Thay vì mình cánh tai của mình mỗi ngày nghe tiếng này tiếng kia, thì bây giờ mình nói với nó đừng có nghe cái đó nữa. Nghe là phải nói. Quý vị để ý coi, nghe là phải nói, thấy là phải nói, ngửi là phải nói. Bước vô cái gì mà hô rình vậy, cái gì mà thơm lừng vậy, tức là cái miệng của mình nó khổ vậy, nó nghe lời năm cái kia, mấy cái kia thấy thì nói, nghe là nói. Mà thậm chí ăn cũng vậy, vừa đưa vô cái gì mà dở ẹt vậy đó. Thành thử là mình mới thấy rõ ràng, chính vì vậy mà ngủ cũng nói, tại vì nó không có nghỉ, nó không có thật sự nó nghỉ ngơi, mà nó làm ngược lại là nó suy nghĩ. Mà chính cái suy nghĩ nhiều cho nên bắt đầu có chiêm bao, mà chiêm bao không lành. Cho nên bây giờ mình tập nha, có những ngày mình tu á, đừng có nói, tại vì mình nói nhiều là tổn khí, mình suy nghĩ nhiều là hao thần. Mà con người mình nó có hai thần, mình hai phần, thần với khí. Mình nói nhiều là hao tổn khí, suy nghĩ nhiều là hao thần. Cho nên mình muốn an tịnh là mình phải dừng cái đó. Ở trong nhà chùa thường dùng cái chữ chỉ tịnh. Chỉ là dừng, tịnh là lắng. Anh không dừng không thể lắng. Cho nên lúc đi ngủ là dừng cái thân, nhưng mà chưa dừng cái này. Bây giờ làm sao lên trên giường ngủ rồi thì dừng cái thân là không còn làm gì nữa, thì dừng luôn sự suy nghĩ tạp để chúng ta lắng nghe. Cho nên đừng có lo ban đêm đi ngủ mở băng tụng kinh có tội không. Thử bây giờ nghĩ đi, mở băng kinh với mở một cuốn nhạc, cái nào hơn? Nếu mình mở một cái băng niệm Phật, niệm cho mình, đưa mình vào cái giấc ngủ nhẹ nhàng, mà lỡ mình có đi luôn thì có tiếng niệm Phật đưa đi. Còn hơn người ta mình đang ngủ mà đi trong cái lúc mà nói một người đi với một người, một người đi tới nụ cười hắn yêu. Trời ơi, bây giờ mình lúc đó cái thần thức mình nói tôi người đứng dưới cô liêu, không biết đi đâu. Cho nên nghe nhạc không có tội, không có sao hết. Nhưng mà mình phải biết quân bình. Nghe nhạc là giải trí cho vui, đúng không quý vị? Nghe nhạc là giải trí, nhưng mà tu hành là chuyển nghiệp. Mình nghe kinh là để chuyển hóa cái nghiệp nghe, nói, nếm, ngửi của mình. Cho vì vậy mà chúng ta phá hòa ban đêm ngủ mở bằng, bằng giảng, mở bằng tụng kinh. Mà hồi đó tới giờ Pháp Hòa hay nghĩ vậy đó, thôi kệ cứ mở băng niệm Phật, lỡ mình có chết bất tử, có tiếng niệm Phật đưa mình đi, lỡ không có ai đưa mình đi, rồi không lẽ mình cứ nghe nhạc, thỉnh thoảng nghe cho vui. Nhưng mà biết rằng cái nhạc chỉ là giải trí hiện đời, đâu có ai nói nghe nhạc để mà thăng hóa cái gì gọi là đấy, nhưng mà nó giải trí thôi mà. Thì thôi lâu lâu cho nên giải trí một chút. Giống như quý vị thấy quý thầy bây giờ cũng tùy thuận cái đó. Lâu lâu quý thấy quý vị bắt đầu nhắm mắt thiền định đồng ý rồi đó, thì quý thầy mới hát cho mình nghe câu nhẹ nhẹ để mình vui thôi. Nhưng mà thủy chung vẫn là phải nghe Phật Pháp. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ về đại chúng qua cái ý là ngủ thì phải có chiêm bao. Mà thường không muốn chiêm bao xấu thì phải cố gắng huân tập suy nghĩ cái lành để chúng ta được cái chiêm bao lành. Và Đức Phật dạy năm nguyên do nào chúng ta có chiêm bao.
phải không? Một là do mình thân thể mỏi mệt, nằm thế không đúng. Hai là tâm lý thường lo nghĩ, suy nghĩ cái gì, huân tập cái gì để ra cái đó. Ba là do nghiệp đời trước. Bốn là do thiện thần nhắc nhở. Năm là ác quỷ thần gì đó tha nhân người ta muốn xúi biểu mình đi đường tà vại. Để chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta hàng ngày cố gắng mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý tiếp xúc với những cái lành để chúng ta có được một cái đời sống an lành. Vì vậy mà chúng ta thường tụng nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành. Nếu nói theo thời gian thì nó có sáng, trưa, chiều, tối, đầu hôm, giữa hôm, vân vân. Còn nếu nói theo đạo lý thì sáu thời đó tượng trưng cho sáu căn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. Làm sao cố gắng tiếp xúc với cái lành để chúng ta có ngày đêm sáu thời đều an lành. An lành trong mỗi giây mỗi phút, hay là an lành trong tất cả các thời. Nguyện đức từ bi thường gia hộ. Chúc đại chúng an lành sáu căn để có giấc mộng đẹp. A Di Đà Phật. Bây giờ mình bắt đầu qua phần câu hỏi ha. Kính bạch thầy, khi con tụng kinh tại nhà có cần chuông mõ không? Dạ xin thưa, chuông thì có thể thiếu, mõ thì không thể được. Chuông thì thể thiếu, mõ là phải có, vì có mõ mới tụng được. Không có mõ không tụng được. Vậy như ở đây nhà nào có chuông mà có, không có chuông mà có mõ không? Không có mõ đâu có tụng được. Thế này chúng á, thời của Đức Phật không có chuông mõ. Bởi vì khi mà chư tăng thời Phật tụng kinh là theo cái đơn âm, tức là một âm thôi, một điệu thôi. Khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Việt Nam thì chúng ta tụng bằng đa âm, tức là nhiều giọng. Tán kiểu này, tụng kiểu kia, rồi tán rơi, tán trạo, tán sắp, tán ngửa gì, tán đủ kiểu hết. Cho nên buộc lòng phải có chuông mõ. Vậy thì chuông mõ là phương tiện để hướng dẫn cho đại chúng tụng một cái thời kinh cho nó có cái âm điệu với nhau. Còn mình tụng ở nhà, nó cũng tùy trường hợp mà chúng ta có chuông mõ. Thí dụ như mình thỉnh chuông mõ mà người thân không phiền thì cũng không sao. Nhưng mà hoặc là mình một mình ở nhà mình tụng, mình không cần chuông mõ mà mình tụng theo bình thường cũng không sao. Trừ trường hợp mình muốn tập dùng chuông mõ để cho mình có cái quen, mai mốt mình về chùa mình tụng với mọi người một cách dễ dàng thì sử dụng. Vậy thì ở nhà không bắt buộc phải có. Và nếu như mà có thì mình phải quán chiếu rằng cái hoàn cảnh của mình được thỉnh bao nhiêu. Thí dụ như 4 giờ sáng dậy công phu mà người ta còn đang cong lưng ở trong phòng mà mình thỉnh mỏ kiểu đó là mình làm phiền hàng xóm. Thì mình phải biết tùy cái hoàn cảnh mà chúng ta sử dụng chuông mỏ. Cho nên chuông mỏ là một phương tiện. Và cái thứ hai nữa đó, chúng sanh do âm thanh mà phát tâm mà. Thí dụ quý vị muốn nghe giảng thì phải nghe, quý vị muốn hiểu Phật Pháp thì phải nghe giảng. Mà bây giờ nghe giảng mà hồi xưa không có microphone thì cực lắm. Nói một câu thì cái hàng một nghe được mới xoay xuống hàng dưới nói lặp lại cái câu đó. Cho nên một buổi giảng nhiều khi giảng có 10 phút à, mà phải chờ tới cả giờ. Tại vì cứ vậy mà truyền đi. Còn ngày nay bây giờ muốn người ta nghe được lời mình nói thì có cái máy này. Vậy thì cái máy này là phương tiện để cho mọi người người ta nghe rõ được. Thì thôi đại chúng, Pháp Hòa ví dụ như quý vị đi tịnh xá đó, của quý vị bên khất sĩ thì không có thấy tụng kinh bằng có mõ, tụng bằng chuông. Bởi vì cái âm điệu
tụng một nhịp thôi thì rất là dễ. Quý vị thấy không? Còn mình tụng theo bắt tông á, âm này âm kia cho nên có chuông mỏ. Rồi chúng sanh mình là thích nghe âm thanh, thì bây giờ thay vì những cái âm thanh đời thì chúng ta tạo những cái âm thanh Phật Pháp. Thì không bắt buộc, có thì cũng tốt, không có cũng không sao. Dạ. Trời, nhiều dữ vậy đó hả? Con xin hỏi Thầy, như thế nào là hạnh phúc đích thực? Và làm thế nào để con có thể tìm được hạnh phúc đích thực? Câu hỏi này tức là trả lời rồi. Có giấy viết để viết câu hỏi này là hạnh phúc đích thực. Nhiều khi mình muốn hỏi mà không có giấy viết, lấy gì hỏi? Chứ giờ người ta yêu cầu mình viết một câu hỏi mà trong giây phút mình có được tờ giấy, cây viết là hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi chúng ta biết nhận được cái gì trước mặt mình đang có. Chứ hạnh phúc không phải đâu xa hết, mà hạnh phúc ngay trong cái giây phút này. Mắt mình còn sáng, tai mình còn nghe tốt, mình còn được lo cho người thân mình còn được lái xe. Nói chung là hạnh phúc có mặt. Bệnh cũng không phải mất hạnh phúc, bệnh mà có thuốc chữa là hạnh phúc. À, rồi bệnh ăn không được nhiều mà ăn chút chút là hạnh phúc. Lạnh mà có áo lạnh mặc là hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc tràn ngập. Hạnh phúc không ở đâu mà hạnh phúc cùng khắp. Quý vị có nghe cái bài hát hạnh phúc không? Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, sau một đêm ngon giấc nồng nàn, chợt tôi nhìn ra đóa hoa bên thềm. À, một đóa hoa tươi. Nói theo một ông cổ nhạc nữa, ông nói vậy: thở đều theo bước thánh thời, ta mím miệng nở luôn nụ cười. Đằng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời, tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá cha trên đời. Quý vị thấy hạnh phúc chưa? Xin hỏi Thầy một câu hỏi. Pháp thân là gì? Xin thưa đại chúng, trong Phật Pháp có danh từ tam thân. Một là báo thân, hai là ứng thân, ba là pháp thân. Cái thân mà chúng ta đang thọ đây là báo thân. Cái thân quả báo, lùn, mập, xấu, cao, vân vân. Cái quả báo, cái thân này gọi là báo thân. Nhưng mà trong cái báo thân này, chúng ta ứng hiện làm được tất cả mọi việc. Quý vị đồng ý không? Người ta nói mập sang, cao đẹp, lùn quý phái. Cỡ nào ứng thân này nó cũng có hạnh phúc của nó. Cho nên hạnh phúc là đây nè. Thấy không? Hạnh phúc là mình sao mình nhận mình là vậy. Thì cái thân mà chúng ta đang có đây là báo thân. Rồi bây giờ cái báo thân này nè, mình sử dụng được tất cả. Ví dụ như á, quý vị biểu Pháp Hòa lên nói chuyện thì Pháp Hòa cũng có thể nói chút chút. Mà bây giờ tự nhiên
Có một người nói nhờ thầy tụng kinh, thầy chùa cũng biết tụng kinh. Rồi bây giờ á, một lát nữa đây, ví dụ ở chùa mình Phật tử đông quá, mình có thể xuống bếp mình làm việc. Không ai rửa chén, mình rửa chén. Cái báo thân này mình sử dụng một cách linh động, thì cái thân lúc làm việc là ứng thân, ứng hóa được tất cả mọi nơi. Quý vị hiểu ý mà nói không? Thí dụ như bây giờ á, Pháp Hòa qua đây, Pháp Hòa ứng thân làm khách tăng ở thất thầy Pháp Ân. Nhưng Pháp Hòa về bên kia thì Pháp Hòa ứng thân làm cái người chủ của cái chỗ mình ở. Quý vị đến chùa ứng thân là Phật tử, rồi về nhà mình ứng thân làm mẹ. Lúc nấu ăn, người cha ứng thân làm mẹ cho con bú ban khuya. Người cha cũng có thể ứng thân làm một người bạn với vợ, chia sẻ những công việc nặng nhọc. Cho nên cái ứng thân là cái mà linh động, chúng ta biết dùng cái báo thân này trong mọi việc. Làm mà có đau khổ không? Không đau khổ là pháp thân. Bởi vì pháp thân là thân Phật Pháp, pháp thân là thân hiểu đạo, thân thấm nhập. Thân không đau khổ khi mình làm bất cứ việc gì, bởi vì biết mình làm mà có người có hạnh phúc. Như vậy trong tất cả chúng ta đủ ba thân: báo thân, ứng thân và pháp thân. Mà cái pháp thân này á, không phải tự nhiên mà có, mà thật sự nó tự nhiên nó có. Nhưng muốn để làm cho pháp thân này hiển lộ thì do cái tu tập của chúng ta. Pháp Hòa ví dụ như mình có cái căn là cái trên cái thân mình gì, thì người ta nói một câu mình nghe, hiểu không? Hiểu. Nhưng mà không có giận. Tại sao? Tại vì mình tu mà không có ngu. Không có ngu, chỉ nói móc tôi biết á. Nhưng mà tôi tu cho nên tôi không chấp. Khi mà tôi không chấp là tôi sống được với pháp, pháp thân. Mà tôi có cái ứng thân này, tôi nghe chị nói để chị sổ. Chị sổ ra rồi chị về nhà chị khỏe đi. Tại vì chị móc tôi được một câu chắc chị mừng rồi. Thôi tôi... Nhưng mà giờ tôi nghe xong rồi thì tôi không có để lòng. Tôi cũng làm được một cái việc là dụng cái ứng thân này một cách linh động màu nhiệm. Cho nên quý vị thường hay niệm đó: Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn cảm ứng. Mình cảm sao Quan Âm ứng vậy? Cho nên Đức Phật, Đức Quan Âm á, thiện tất cả các thân ứng theo cái mà mình muốn. Mà Ngài không có khổ à. Ngài thị hiện là một cô gái đẹp, được nhiều người thương. Thì Ngài không có nói trời ơi, sao khổ thế này, nhiều người thương có biết lựa ai. Nhưng mà Ngài dụng cái thân đó. Bây giờ một cô gái mà lấy nhiều chồng đâu có được. Thôi bây giờ mấy anh chịu khó học chú Đại Bi. Anh nào học chú Đại Bi, về đây tôi lấy làm chồng. Nguyên làng đó mấy anh chàng trai học chú Đại Bi. Cổ nói trời, giờ cả làng mấy anh học thuộc chú Đại Bi, không lẽ tôi lấy hết cả làng. Thôi giờ anh nào thuộc thêm Bát Nhã Tâm Kinh, tôi lấy làm chồng. Nhờ dụng cái ứng cái báo thân đẹp của cô, dụ hết mấy anh tu. Mà khi mấy anh thấm nhập được Phật Pháp rồi thì sao? Khỏi cần gì nữa hết. Quý vị hiểu ý được ba thân không? Báo thân, ứng thân. Cái ứng thân còn có một cái tên nữa gọi là gì? Thọ dụng thân. Mình có cái thân này mà mình thọ dụng đúng mức. Thay vì bây giờ nè, sống tới 40, 50 tuổi mình nghiệm lại coi 50 năm qua mình sống thế nào. Không có làm lợi gì hết, thôi giờ cố gắng. Phải không? Thời gian mình có được á, thâu băng giảng cho người ta nghe, nói điều lành, điều phải cho người ta nghe. Đó, quý Phật tử đi chùa công quả đó là dụng cái thân đúng cách đó. Thấy không? Thay vì mình cả hai ngón này nè, mình kẹp cái điếu thuốc mình ấy, rồi cái mình bị người ta nó hút, mình hút xong bây giờ mình hiểu đạo rồi, mình biết rằng hút thuốc phì phà phải khổ thân. Tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Bây giờ mình bỏ được cái điếu thuốc á, mình bỏ được cái đó đó, mình bỏ được cái đó thì mình ứng cái thân gì? Thân không hút thuốc. Mà bây giờ mình không hút thuốc, mình thấy khỏe ghê vậy, không tốn tiền mà không ai bị phiền hà với mình hết, sống được với cái pháp thân. Cho nên mình có cái thân này một cách rất linh động.
Mong Thầy giải đáp cho con hiểu ý nghĩa về việc giải thoát sanh tử luân hồi. Mình chưa hết sao biết đâu chỉ. Thưa đại chúng, ở trong Phật Pháp á, nó có hai cách chết. Khi chúng ta đứt hơi thở, không còn thở nữa đó, thì cái đó gọi là nhất kỳ sanh tử. Một đời người ai cũng một sẽ một lần chết kiểu đó. Nhưng mà bên cạnh cái nhất kỳ sanh tử này, nó có một cái chết nữa mà chúng ta cần chết. Đó là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như nãy đó. Hồi trước mình chuyên môn làm người ta khổ, một ngày kia hiểu ra rồi không còn làm khổ họ nữa, mà chúng ta biết làm cho người khác vui, cái con người xấu kia chết rồi. Bây giờ con người tốt nó đang có mặt. Tất cả chúng ta cần cái chết đó. Cái chết mà biến dịch đó. Biến dịch đó là dịch là mình dời đi. Hồi đó tôi không có biết, tôi lúc nào tôi cũng nghĩ cái chuyện gọi là nấu cơm, rửa chén, thay tã cho con là chuyện của bà vợ. Nhưng bây giờ tôi học kinh Dược Sư, tôi học kinh Phật, tôi hiểu rồi. Cha cũng có thể làm việc đó. Hồi xưa bà vợ hay kiền, hay là phiền hà chồng, bây giờ hết rồi. Thì con người mà cái người chồng mà suy nghĩ cái ngắn ngủn như vậy đó, chết rồi. Bây giờ tự nhiên con, một người chồng, một người cha biết hâm sữa cho con bú, biết đút cháo cho con ăn, biết thay tã cho con, cần chết cái đó. Vậy thì trong tất cả chúng ta, ai cũng sẽ một lần nhất kỳ sanh tử. Nhưng mà để làm cho mọi người hạnh phúc, an vui, xã hội an vui, thì chúng ta cần có biến dịch sanh tử. Mình vẫn sanh, vẫn già, vẫn bệnh và vẫn chết, vẫn luân hồi sanh tử. Nhưng cái người hiểu đạo thì người ta làm sao? Người ta tự tại, còn mình thì trầm luân khổ đau. Cho nên cái người mà hiểu đạo á, thì người ta cũng chết, nhưng mà cái chết của người ta làm sao? Nhẹ nhàng, thoải mái. Tại vì ta biết có sống thì sẽ có chết. Người ta không có khổ, tại vì trước khi chết người ta đã làm tất cả những gì người ta cần làm. Ai mà không chết? Nhưng mà trước khi chết phải chết làm sao? Phải không? Cho nên rồi á, người Trung Hoa thường hay nói cái câu á, có những cái chết nặng như núi Thái, có những cái chết nhẹ như lông hồng. Tại vì cái người mà người ta chấp nhận nó thì người ta đi nhẹ nhàng thôi. Cho nên tất cả chúng ta, mình á, gọi là cái khổ lụy của cái chết. Còn tất cả các bậc mà ta hiểu đạo thì chết mà không có khổ. Quý vị thấy như vậy đó. Cho nên mình vẫn, cái chữ thoát là gì? Thoát có nghĩa là không khổ vì nó. Pháp Hòa nói ví dụ như là sống thì phải ăn, đúng không? Tu không tu, tốt xấu gì không cần biết, đã là người sống thì phải có ăn. Nhưng mà có hai cái ăn à. Ăn của người giải thoát là ăn để no, để sống làm việc. Còn cái ăn của người phàm phu là ăn sao? Ăn để lựa, ăn mà lựa chọn, ngon mới ăn, dở không ăn. Ngồi vô ăn mà chê đủ, chê từ đầu đến đuôi mà vẫn hết dĩa. Thì quý vị thấy không? Cũng cái ăn, nhưng mà ăn của cái người, rồi cái người ta sống, người ta quan niệm, mình ăn hết, lấy gì mình cho. Còn người mà người ta sống kiểu khác, ta nói cho hết, lấy gì ăn. Cũng cách nghĩ thôi, nhưng mà cái nghĩ của người giải thoát và cái người không giải thoát, vì thế khác không? Rồi cái người mà người ta giải thoát, ta nói mình làm Phật tử để sống một cuộc đời thăng hoa Phật tử. Còn không Phật tử thì mình sống theo tục tử. Mà tục tử thì người phàm, người thường, ăn miếng trả miếng. Cho nên cái cuộc sống mình đó, nó cứ đi theo cái dòng đó. Còn Phật tử mình sống ngược lại cái dòng đó, cho nên mình an. Cho nên quý vị nhớ chữ giải thoát, không đợi chết để đi đâu để giải thoát, mà ngay trong đời này chúng ta vẫn giải thoát. Bây giờ mình tập, mình tập đi, làm sao tâm tư mình có giải thoát. Giải thoát ở đâu? Giải là mở ra, thoát là vượt. Giải thoát là khi nào mình vẫn ở trong cái phạm vi đó,
Nhưng mà tâm mình bây giờ nhẹ hơn, bớt chấp hơn, bớt phiền hà hơn, bớt buồn bực, không? Bực bội, buồn bực, thì chúng ta sẽ nhẹ, cho nên giải thoát ngay chỗ đó. Quý vị hiểu ý ha? Xin Thầy hướng dẫn cho con làm sao để có được tâm từ. Thưa đại chúng, thì tâm từ có nghĩa là tâm từ bi á, thì ai cũng có. Cho nên chúng ta có cái bản giác, nhưng mà bởi vì không có ai khơi cho nên bản giác nó không có bắt đầu. Cho nên người nào ai cũng có lòng thương, phải không? Nếu mà không có tình thương thì làm sao mình thấy người ta khổ mình khóc, người mình thấy người ta khổ mình biết móc tiền ra cho. Nhưng mà cái từ của mình á, nó không có từ bình đẳng hay là từ thật, mà nó từ từ. Thấy người ta khổ cũng móc, vậy móc từ từ. Lựa tờ nào nhỏ nhất mới cho. Hoặc là mình cho xong rồi mình về mình tiếc, thì mình cũng từ đó, nhưng mà từ từ. Không? Thưa, mỗi ngày mình khởi tâm từ. Bây giờ bằng cách này nè, quý vị đi Ấn Độ hay đi những chỗ nghèo, quý vị khó cho lắm. Tại vì mình móc tiền ra là người ta bu mình dữ lắm. Cho nên bây giờ thấy người ta khổ mình không cho được, phải không? Không, hoặc là không có của mình cho. Mình khởi tâm cầu nguyện cho người ta, nguyện cho người này bớt được cái nghèo khổ. Mình thấy người kia làm sai, nguyện cho người này hiểu được đạo lý, bớt cái sai lầm. Cho nên tâm từ không có nghĩa là khi nào chúng ta cho của người ta tâm từ mới phát, mà mình thấy cái sai của người ta mà mình rải lòng không ghét. Thí dụ như mình nói, chị coi cái bà đó nha, bữa nay bà vô bà làm cái chuyện thấy ghét lắm. Mình ghét chưa đủ, mình rủ người ta ghét hùng. Cho nên chính vì vậy đó, quý vị biết không, ở trên kia thì tòa sen gần thì ít, chứ ở dưới kia thì cái chỗ cửa mà nó gần gần với nhau nó nhiều lắm. Cho hồi đó có một cái vị mới nói á, anh đừng có lo gì hết. Con người mình nó chỉ có hai điều để lo thôi. Một là khỏe, hai là không khỏe. Không, nếu mình đã khỏe thì có gì để nói, còn không khỏe thì là bệnh. Mà bệnh thì có hai điều để lo, một là có thuốc, hai là không thuốc. Có thuốc thì có gì để lo, còn không thuốc thì mới lo. Lo một là sống, hai là chết. Mà nếu mà anh sống thì có gì để lo, mà chết thì xuống dưới có nhiều bạn bắt tay, không có gì để lo, không có thì giờ để lo. Thì thưa đại chúng, tâm từ là mình rải ra. Khi mình thấy ai làm cái gì, thay vì mình dùng cái từ là coi thấy ghét, phải không, mình nói thấy cái người đó làm cái điều đó, tôi sợ là có nhiều người bắt chước, mong cho họ nhận ra cái sai mà ta sửa. Tức là mỗi ngày, cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái giác ngộ của mình nó có ba cách. Nơi chúng ta sẵn có gọi là bản giác, mà cái giây phút chúng ta hiểu là thị giác, rồi chúng ta tu tập đến khi nào gọi là cứu cánh giác. Ba cái giác: bản giác, thị giác, cứu cánh giác. Mình sẵn có lòng từ, nhưng mà gặp đụng cái chuyện đó lòng từ nó khởi, thì giây phút đó nuôi dưỡng nó. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ Pháp Hòa nói thêm nè. Quý vị thường hay nói tu tâm dưỡng tánh, có nói câu đó không? Tâm gì mà tu mà tánh gì mà dưỡng. Tâm xấu thì phải sửa thì gọi là tu tâm. Tánh lành có mà phải dưỡng thì gọi là dưỡng tánh. Cho nên nhiều người ta nói tôi không cần đi chùa, không cần tụng kinh, không cần ăn chay, tôi tu tâm. Mà không biết tâm mình sao, hết lấy gì tu. Cho nên anh phải hiểu tâm anh sai chỗ nào để sửa chứ. Cho nên hiểu được tâm mình mới gọi là tu tâm. Ví dụ như bây giờ mình lái xe đi kiếm chỗ đậu xe, may quá trời luôn, ai bỏ 2 đồng mà người ta đậu mới có 1 đồng mà, còn đồng trống đậu vô trong đó mừng ghê, Phật độ, Phật rảnh vậy đó, Phật đi độ mình mấy cái chuyện vậy đó, coi coi chỗ nào dư mấy cái cây đậu xe nào mà dư 1 đồng chỉ đệ tử mình vô. Rồi giờ bữa nào đệ tử mình mà bỏ 2 đồng vô trong kia mà đậu ra còn dư 1 đồng, tức quá biết vậy nãy bỏ 1 đồng thôi. Quý vị thấy không? Cái tâm tham mình á, cái lúc mà của dư của người khác mình vô mình đậu á,
thì mình mừng, mình kêu Phật độ. Mà cái lúc mình bỏ dương đồng á, sao mình không nói thôi mình đi ra để có ai đó người ta vô, người ta đậu chỗ của mình. Cái lúc đó mà nghĩ được như vậy thì gọi là dưỡng, dưỡng tánh. Tánh lành có thì phải dưỡng, tâm xấu hư là phải tu, chứ gọi là tu tâm dưỡng tánh. Như vậy khó hay dễ? Khó nhưng mà dễ. Và dễ nói nhưng mà khó, khó làm. Mà cho nên người nào mà cứ vỗ ngực nói tu tu tâm dưỡng tánh đó, không phải dễ đâu. Nhớ vậy đó, tánh mình là tánh lành cho nên phải dưỡng. Tâm mình tâm dở thì phải tu. Chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi. Một giây nữa thôi mà sao quá trời. Còn chút nữa bao nhiêu mà. Con vẫn thường hay xem băng đĩa Phật Pháp nhiệm màu, vẫn thường nghe quý thầy giảng về sự linh ứng nhiệm màu. Khi ta thành tâm cầu xin để vượt qua mọi chướng ngại, trong một cuộc sống bên cạnh đó, con nghe quý thầy khác giảng không nên sống trong sự cứu cánh, mà phải sống chánh niệm và tự mình vượt lên mọi khổ đau của cuộc đời. Đại ý cái câu hỏi là một bên thì biểu mình cầu nguyện, còn bên phải tự tu. Vậy thì sao? Đúng đó, đại ý cái câu này như vậy. Thưa đại chúng á, mình sống trong đời á, không thể nào không có sự cầu nguyện. Chữ cầu là muốn, chữ nguyện là phát nguyện làm. Thí dụ mình nói con cầu cho con có trí tuệ, nhưng mà anh không nghe pháp, trí tuệ lấy gì phát? Cầu có trí tuệ mới có cầu à. Mà không nghe pháp thì thiếu nguyện. Cho nên mỗi lần mình về chùa mình nói cầu nguyện đó, mà mình chỉ làm có một việc là cầu mà không nguyện. Bởi vì nguyện thì phải làm. Cho nên cái này là sự thật chứ không có gì hết. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ha, con người mình sống nó hai mặt. Mặt tự mình nỗ lực, đó là tự lực. Cái hỗ trợ bên ngoài là tha lực. Mình nhất định mình ăn chay là tự lực. Người nấu chay cho mình ăn dễ là tha lực. Cho nên mình là Phật tử tu thì không thể chỉ ở phần tự lực hay chỉ gá vào tha lực, mà chúng ta cần ứng dụng cả hai. Ví dụ như mỗi ngày phải có một thời kinh, giống như tưởng chừng như mình đến trước Phật mình cầu xin vậy. Nhưng mà thật sự mượn cái đó để chúng ta đọc một bài kinh, rồi thấm nhập lời kinh, ứng dụng lời kinh, thì khổ đau nó hết. Bây giờ Pháp Hòa nói bệnh mà tiêu nghiệp nè. Thí dụ như bây giờ đó, mình bệnh nhức đầu, mình nói cái nghiệp. Nhưng mà nếu đi niệm Phật thôi, nhức đầu quá sao niệm? Thì cái nghiệp đó nó chướng mình cho nghiệp chướng. Bây giờ anh nhức đầu mà anh để yên đó, đầu cũng nhức. Mà anh đi niệm Phật cũng nhức đầu. Nhưng mà không để cái đó nó chướng mình, mà bệnh vẫn tu theo cái bệnh. Cái đó gọi là vượt cái nghiệp chướng. Quý vị thấy mà nói không? Đau chân, mình không thể ngồi lâu, thì mình có thể đứng hay là nằm, hay tùy theo khả năng, mà đừng để cái đó nó làm chướng mình. Bệnh tu theo bệnh, khỏe tu theo khỏe. Lúc mình còn khỏe thì mình tụng kinh, thấy chữ tụng. Bây giờ lớn tuổi rồi, không còn tụng kinh, ngó chữ được, thì mình niệm Phật. Cái nào cũng tu, đừng để cái già bệnh đó nó làm chướng ngại mình. Cái đó rồi, hễ mà nó chướng mình thì thành ra nghiệp chướng. Còn nếu mình vượt nó gọi là vượt chướng. Mà chúng ta tu á, thì phải nỗ lực, nhưng mà bên cạnh đó có tha lực. Cho nên mình á, bạn bè bạn đạo với nhau, huynh đệ vợ chồng với nhau, mình nên hỗ trợ cho người thân của mình trên bước đường tu. Thí dụ như Pháp Hòa biết á, có rất nhiều Phật tử vợ và sắp sửa đi tụng kinh á,
ông làm ông từ hộ đạo, hộ niệm cho vợ, thắp nhang, thắp đèn, chuẩn bị gối, ngồi kinh điển rồi sẵn hết, bà chỉ bước xuống bà tụng thôi. Pháp Hòa có một bác Phật tử ở San Jose, ông không có niệm Phật tụng kinh nhiều đâu, nhưng mà ông trợ duyên cho vợ tu. Bà ăn sáng xong rồi, bà đi lên phòng niệm Phật tụng kinh đi, để đây tôi. Lát trưa bà muốn ăn gì? Giúp cho bà tu. Nhưng mà ông có tu không? Có. Ông nghe pháp mà nghe ké, bà mở ông nghe. Bà không có ngồi trực tiếp nhưng mà bà nghe. Cho quý vị mở pháp á, mà mình nghe mà mọi người xung quanh cũng có nghe. Cho nên chuyển hóa. Thì thôi bây giờ nói tóm lại, Phật pháp nhiệm màu là do chúng ta tự tu. Nhưng nếu chúng ta không phát khởi cái nguyện thì chúng ta không có làm, mà không làm thì không có kết quả. Cho nên nhiệm màu là ở cái chỗ chúng ta có cầu nguyện. Cầu là ước muốn, nguyện là sẽ làm. Được như vậy cái tự nhiên mình thoải mái hơn. Xin Thầy Quan Hỷ trả lời một sự khác biệt giữa Bồ Tát và Phật. Hai là làm thế nào để khi đọc kinh không bị vọng tưởng. Phật á, là người giác ngộ, toàn giác. Còn Bồ Tát là những bậc đã giác ngộ, nhưng mà muốn trở lại cái cõi đời để lấy cái giác ngộ đó giúp cho người. Cho nên chữ Bồ Tát á, được dịch hai nghĩa. Một là hữu tình giác, tức là một người hữu tình nhưng giác ngộ. Rồi lấy cái giác ngộ đó cứu người khác lại gọi là giác hữu tình. Hữu tình giác, giác hữu tình gọi là Bồ Tát. Đó là Pháp Hòa nói theo chữ nghĩa đó. Còn Bồ Tát là cái sâu nữa, là người Bồ Tát là có cái sự, cái việc làm mà không câu nệ, mà người ta ứng dụng được lúc nào để mà phù hợp với mọi hoàn cảnh là Bồ Tát. Ví dụ như bây giờ mình đi vô nghe giảng hay đi lên xe bus, lớn tuổi không có chỗ ngồi, một anh chàng trẻ đứng dậy mời bác ngồi, anh đó là Bồ Tát. Bồ Tát tức là người biết nhường cái phần của mình cho người khác. Còn Bồ Tát gì đâu mà dành chỗ ngồi không à. Hỏi thọ giới chưa? Tôi thọ giới này Bồ Tát mà, thấy đắp y không? Anh năm giới xuống dưới kia ngồi, Bồ Tát tôi đắp y ngồi đây. Bồ Tát nó trật rồi nha. Bồ Tát mà thọ giới, Bồ Tát đắp y nâu mà lên dành chỗ ngồi với cư sĩ năm giới đó, cái đó là Bồ Tát gì đó chứ không? Không phải là giác hữu tình. Bồ Tát là thấy chúng sanh khổ mà mình đem cái khổ đó về cho mình, nhường người khác cái lành thiện đó mới là Bồ Tát đó. Cho nên ví dụ như bây giờ quy định cái chỗ đó cho mình ngồi, nhưng bước vô mình thấy có người khác ngồi rồi, không sao hết, lặng lẽ ra làm sao ngồi, nhường. Có kinh nói á, Bồ Tát khi nghe giảng thấy chúng sanh ngồi ngoài nắng, Bồ Tát nhường chỗ mát cho chúng sanh ngồi. Tại vì họ là người mới bắt đầu nghe pháp, họ nghe mà họ khổ, cái thân khổ qua nghe không thấm, cho nên phải kiếm cái chỗ lành lặng để cho họ ngồi nghe cho nó dễ chịu. Cho quý vị thấy không, bây giờ mình ngồi đây quý vị có dễ chịu không? Dễ chịu là nhờ Bồ Tát AC, phải không? Cho nên nó tại sao trong kinh Phật mình nhiều danh hiệu của Bồ Tát quá. Chẳng hạn như Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Tức là khi mình cúng cây hương đó lên, mình muốn cái hương đó nó kết thành những cái bảo cái, những cái lọng tre để cúng dường cho Phật. Thì ngay lúc đó cái hương đó, cái khói đó nó trở thành ra Hương Vân Cái. Có những Bồ Tát ở trong bếp của nhà chùa rửa chén từ sáng tới tối, Nam Mô Thường Rửa Chén Bồ Tát. Có những Bồ Tát ai đi chùa họ cho hóa giang, Nam Mô Thường cho hóa giang Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát nhiều lắm. Cái vọng tưởng thì không thể không có khi mình tu, nhưng mà cái quan trọng là mình biết đem cái vọng tưởng trở về. Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đây nãy giờ mà có vọng tưởng không? Có, thỉnh thoảng kéo đồng hồ lên coi có mấy giờ rồi, phải không? Tôi pha sữa hai bình đủ cho con bú có 2 tiếng, mà giờ thầy nói tới 2 tiếng rưỡi rồi. Thí dụ vậy. Cho nên ngồi đâu mình làm gì, thỉnh thoảng vọng tưởng nó cũng khởi. Ngay cả thầy tu mấy chục năm vọng tưởng vẫn khởi.
Nhưng mà cái quan trọng là mình không để vọng tưởng kéo lôi. Thí dụ đang tụng kinh vậy nè, tự nhiên cái khác nó sang tới thì lập tức lúc đó kéo nó về liền. Đang tụng kinh, đang ngồi thiền niệm Phật mà cái khác nó kéo về. Tự nhiên đang tụng kinh vậy thì nhớ là cái khác. Ví dụ như nhớ là lát nữa tôi lên tôi giảng, người ta kêu hát, là tôi hát bài gì ta? Không, không lẽ tôi hát cái bài mà lỡ mai thất nghiệp anh về Trà Vinh anh cưới vợ miền. Mà đang ngồi mà nghĩ cái đó là mình nhớ trực lại liền, mà còn không là lôi tiếp nha. Câu gì kế đó, vợ miên nó hiền, cưới không tốn tiền, dù cho đen đuốc nó cũng có duyên. Cưới chi vợ việc tốn tiền, xà bông dơi phấn son, quần sa ten quần so. Ngồi tụng kinh mà hát nguyên bài là vọng tưởng nó lôi, còn nó vừa khởi một câu nó không được, kéo nó lại. Cho nên vọng tưởng, có chữ vọng là gì? Vọng là không có thật, vọng là không thật, tưởng là sự suy nghĩ của mình. Giờ này mình tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật, lâu lâu nó xen vô, quý vị đừng có lo, cứ như thế mà tu. Khi nào mình, quý vị nhớ là mình còn sống là không bao giờ dứt cái suy nghĩ, nhưng mà mình không để cho suy nghĩ nó tạp nhạp. Bây giờ tập suy nghĩ chân chánh, nghe kinh, đọc kinh là đúng cái làm cái việc đó. Mà nó có xen vô, bye bye, không có để cho nó tiếp tục. Trời ơi, có một cái câu hỏi mà khủng hoảng nữa đây nè. Kính xin thầy cho con mấy con số đề. Cái này là xin khơi khơi về cho không được đâu, phải lấy luôn số phone nữa, lỡ trúng có bà chia chứ. À, xin đại chúng hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chúng ta kết thúc hồi hướng, con xin thành kính biết ơn thầy Pháp Ân, quý thầy quý sư cô đã đến đây để hộ niệm cho con, đặc biệt là toàn thể quý Phật tử ở tại thành phố Houston nói chung. Quý Phật tử vì thương con mà đã đứng ra cùng với sự chỉ đạo của thầy Pháp Ân đã tổ chức một buổi nói chuyện tối nay, mặc dù là ngày thường, nhưng quý vị cũng đã cực nhọc và để dành rất nhiều thời giờ để tham dự buổi nói chuyện này. Con xin biết ơn quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng rất nhiều. Mong Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho quý ngài, quý vị được an vui, thanh tịnh. A Di Đà Phật. Chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về câu hỏi còn dư lại, Pháp Hòa sẽ giữ đây. Pháp Hòa sẽ giải thích những câu hỏi này trong một buổi cái giảng khác, rồi quý vị sẽ nghe được những câu trả lời ở những cái văn giảng khác. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, ban tổ chức chúng con xin thành tâm cảm tạ quý vị đã đến tham dự buổi thuyết giảng tối hôm nay. Vì lòng bi mẫn, thượng tọa trụ trì Tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên trong chuyến hành Pháp tại tiểu bang Texas đã dừng chân tại thành phố Houston này để chúng ta có dịp được gặp gỡ Thầy và được nghe những lời chỉ dạy đầy yêu thương của Thầy. Kính thưa Thầy, chúng con xin cúi đầu thành kính cảm niệm ân đức của Thầy đã về đây để hướng dẫn cho chúng con tu học. Chúng con xin nguyện thực tập những lời dạy quý báu của Thầy để chúng con và gia đình có được một cuộc sống an vui, hạnh phúc trong xã hội đầy bất an này. Chúng con kính cầu chúc Thầy luôn được nhiều sức khỏe để tiếp tục hoằng pháp độ sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, những thiếu sót lỗi lầm không thể tránh được trong việc tổ chức,
Chúng con kính mong chư Tôn Đức cùng quý vị hoan hỷ. Hộ qua, nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát luôn gia hộ quý vị được an lành, hạnh phúc. Trân trọng kính lễ chư vị Tôn Đức và xin kính chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngủ mình nằm không có đúng cách, nó cũng tạo ra chiêm bao. Rồi cái thứ hai là do tâm lý, tức là hằng ngày mình suy nghĩ cái đó nhiều thì tối lại mình thấy cái đó. Thí dụ hằng ngày quý vị nghĩ hay gây lộn với cái người nào đó là tối là thế nào cũng gây lộn, mà gây lộn người khác nghe luôn á, tức là mớ. Nói cái vụ mớ này, Pháp Hòa có một anh Phật tử, anh làm cái nghề thư ký. Có một cái cô đó, cô làm thư ký. Rồi mà mỗi lần có khách vô thì hay réo anh. Rồi anh thứ năm thì người ta kêu, mỗi lần khách bước vô kêu năm, thì kêu ảnh ra ảnh làm. Riết cái cô này cũng nhập tâm. Tối cô về cô ngủ, cô mớ kêu năm. Thì ông chồng bắt đầu điều tra coi năm nào. Không phải là năm Thìn Bảo Lục mà chính năm ở trong hãng của bà xã mình. Thế là bắt đầu sáng ra ông lái xe, ông đậu ngay trước cửa tiệm, ông canh chừng ông Năm. Thì cái anh này anh nhìn ra cửa kiến, anh thấy ông xã của chị làm chung mình, anh còn khen nó, trời ơi phải công nhận chị này có phước thiệt, đi làm mà chồng ngồi ngoài chờ đón. Anh mới kể cho chị nghe, ông nói đón đâu mà đón, ông đang ghen đó.